Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 261, Đại kết cục 1 Gần đến thanh minh, mấy ngày liền trời mưa liên tục. Trong kinh thành, nước mưa rửa sạch mọi thứ trên mặt đất và dưới lòng đất, khắp nơi đều xanh tươi mơn mờn kể từ khi tướng sĩ đại ngụy xuất binh rời kinh thành đã hơn một tháng trôi qua gần cửu xuyên nhìn ra xa chỉ thấy sa mạc mênh mông hòa đại nhân một phó tướng trẻ tuổi bước vào trướng hướng về nữ quan đang ngồi dưới đất vẽ bản đồ nói ngài đã ra lệnh giảm bớt đất cắm trại tôi đã hoàn thành việc này hòa yến mỉm cười nói cảm ơn phó tướng nhìn nữ tử trước mặt trong lòng có chút cảm khái trước kia khi theo phi hồng tướng quân chỉ huy phủ Việt quân, biết rằng người lãnh binh là một nữ tử trẻ tuổi, trong lòng không muốn. Đừng trách họ bắt bẻ, thực sự là sau khi theo hầu đại ngụy phi hồng tướng quân, nhìn các quan tướng khác, luôn không thể không so sánh. Hỏa Yến, dù là nữ tử nhưng dám lên chiến trường, khiến người ta khâm phục. Nhưng thực tế, nàng chưa bao giờ một mình lãnh binh chiến đấu, cũng không biết rõ khả năng của mình. Dù trước đó tại Nhuận Đô và Tế Dương nàng thắng trận, nhưng khi đó cũng có hữu quân đô đốc tỏa chấn. Bây giờ, nàng chỉ có một mình. Chiến tranh khác với đơn thuần luận võ, chiêu khang đế làm như vậy có lẽ là vì nể mặt hữu quân đô đốc. Nhưng trong nội bộ phủ càng quân, họ lại không thật sự phục tùng. Một tháng qua, họ chỉ mới đến gần Cửu Xuyên không lâu. Cửu Xuyên vốn là thành trì trong sa mạc, nay đã bị người ô thác chiếm lĩnh. Khi hỏa yến đến Cửu Xuyên, nàng không vội phát động tấn công, mà chú quân gần Cửu Xuyên liên tiếp mấy ngày, binh sĩ đã có lời oán giận. Nhưng phó tướng biết rõ, sự thật không phải như mọi người nghĩ. Trước đây, hắn ở phủ Việt quân, dù không có cơ hội tiếp xúc gần với phi hồng tướng quân, nhưng biết rằng phi hồng tướng quân rất dũng cảm và đảm đương. Nữ tử trước mặt, tuy chưa thể hiện sự dũng mãnh nhưng lại rất lý trí và tỉnh táo. Địa điểm chú quân được chọn rất đúng, vị trí này có thể tấn công hoặc phòng thủ tùy ý. Ở nơi có gió, có thể dễ dàng điều chỉnh và rút lui khi có động tĩnh. Phó tướng cảm thấy kỳ lạ, vì nghe nói Hỏa Yến cũng lần đầu đến Cửu Xuyên, nhưng lại rất quen thuộc với địa hình nơi này và có nhiều kinh nghiệm sinh tồn trong hoang mạc. Tất nhiên hắn không thể biết rằng, Hỏa Yến chính là Phi Hồng tướng quân. Trong quá khứ, người từng cùng phủ Việt quân đối phó Tây Khương tại Mạc huyện. Mạc huyện cách Cửu Xuyên không xa, địa hình cũng tương tự. Đại nhân, phó tướng nhìn vào cuốn sách trước mặt Hỏa Yến. Ngài đang vẽ bản đồ sao? Dự đồ trong thời cổ đại chỉ bản đồ hoặc lãnh thổ quốc gia. Những người ô thác này có binh lực mạnh, mưu đồ đã lâu. Phủ Việt quân tuy ngày ngày thao luyện, nhưng đã mấy năm chưa ra chiến trường, thêm vào đó trận chiến tại Hoa Nguyên trước đó tổn thất nặng nề, binh lực không bằng đối thủ. Ta không thể tùy tiện tấn công, coi thường tính mạng của binh sĩ. Trước hết, cần biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mỗi ngày nàng cho thạch đầu và vương bá cùng vài người khác đi dò đường quanh cửu xuyên, không cần đi quá gần, thu thập địa hình xung quanh một cách cẩn thận. Bản thân nàng cũng cưỡi ngựa đi sâu vào bên trong, sau vài ngày, cuối cùng đã vẽ được một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Với tấm bản đồ này, phủ Việt quân dù ít người hơn ô thác nhưng có thể phát huy sức mạnh tối đa. Chỉ là, hỏa yến thở dài trong lòng, nàng sớm biết người ô thác đã tính dưỡng nhiều năm, quân lực phong phú, nhưng khi đến cửu xuyên mới phát hiện binh mã ô thác còn hùng hậu hơn nàng tưởng. Nếu chỉ có cửu xuyên như thế này thì còn tốt, nếu ba nơi khác cũng như vậy, trận chiến này của đại ngụy thực sự khó đánh. Nhiều năm qua, văn tuyên đế trọng văn khinh võ, khiến binh mã đại ngụy trì trệ, còn giúp người ô thác giành tiên cơ. Trước khi đến Hoa Nguyên, nhuận Đô hay Tế Dương, đều chỉ là ngụy trang, binh lực ô thác thể hiện không phải thật sự, mục tiêu là để họ buông lòng cảnh giác nếu không như vậy, bốn tòa thành trì này làm sao lại thất thủ nhanh như thế? Đại nhân vội vã vẽ bản đồ, cũng cần chú ý sức khỏe. Phó tướng suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở. Mấy ngày nay đại nhân ngủ rất ít, không sao, ta biết mình đang làm gì. Hỏa Yến không ngừng đầu lên, tiếp tục nói. Thấy nàng như vậy, phó tướng không nói thêm gì, khom người rút lui. Sau khi hắn rời đi, lại có người bên ngoài gọi. Hòa đại nhân hòa yến đáp vào đi người vào là giang giao và thạch đầu bên ngoài họ cũng như các binh sĩ khác gọi hòa yến là hòa đại nhân vì hòa yến chưa được phong tướng nhưng trong thầm kín họ vẫn gọi hòa yến là hòa huynh hai người họ làm việc rất cẩn trọng hiện nay trong phủ việt quân nhiều tinh nhuệ đã bị hòa như phi tiêu diệt người có thể sử dụng không nhiều những việc quan trọng hòa yến đều giao cho thạch đầu và họ nàng ngẩng đầu nhìn hai người tiến gần, hỏi. Có dò được động tính gì của người ô thác không? Giang Giao trả lời. Ban đêm có một đội người ô thác ra khỏi thành dò xét, nhưng không tới gần doanh trướng của ta, chỉ tra xét phụ cận rồi rời đi. Chúng ta làm theo ý hòa huynh, không đuổi theo, nhưng hai ngày nay, không thấy động tính gì. Hắn hỏi. Hòa huynh, còn muốn tiếp tục chờ đợi không? Chờ. Hòa Yến trầm giọng nói. Chúng ta không chủ động tấn công, để họ đến truy đuổi chúng ta dù địch. Giang Giao ngạc nhiên. Nhưng nếu họ chủ động tấn công chúng ta, chẳng phải chúng ta sẽ ở vào thế yếu. Hiện tại, binh má ô thác nhiều hơn chúng ta. Yên tâm. Hỏa Yến cười nói. Người ô thác xảo trá và đa nghi, chắc chắn sẽ không để toàn bộ binh mã ra khỏi thành. Nếu không, chúng ta đã không thể yên ổn trú quân ở đây nhiều ngày như vậy. Ban đêm họ phái thám tử ra dò xét tình hình, cũng chỉ muốn thăm dò chúng ta. Hỏa Yến đứng dậy, đi đến trước mâm gỗ trong trướng, trong mầm gỗ có nhiều gò đất bằng cát, bên cạnh mỗi gò đất có ký hiệu bằng hạt gạo. Nàng nhặt một nhánh cây, chỉ cho hai người nhìn. Chúng ta trú chú quân ở vị trí này, rút lui sẽ đi qua hạp nói. Người ô thác sợ chúng ta đặt mai phục trên đường, đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó ta đã giao chiến với người ô thác tại Tế Dương và Nhuận Đô. Nếu như mã khách và hốt nhã đặt người truyền tin về ô thác quốc, thủ lĩnh ô thác tại Cửu Xuyên sẽ biết đến tên ta nhưng hắn không chắc chắn ta có biết lãnh binh hay không trong lòng khinh thường ta nhưng vì chuyện tại nhuận đô và tế dương lại không dám coi thường ngươi đoán hắn sẽ làm gì làm gì giang giao không hiểu hắn sẽ tìm cách chứng minh ta không đủ năng lực sau đó mới có cớ để coi thường ta hỏa yến cười mặc dù ta không hiểu tại sao các tướng lĩnh ô thác luôn như vậy nhưng rõ ràng họ muốn thấy một nữ nhân chỉ có hư danh không biết lãnh binh ta sẽ cho họ thấy điều họ muốn cho nên, Thạch Đầu im lặng nãy giờ ánh mắt sáng lên. Những quân lò kia, chúng ta trú quân ở đây mấy ngày, không có động tĩnh gì, người Ô Thác sẽ nghi ngờ chúng ta có mưu tính, mới phái binh dò xét ban đêm. Nếu ta là người Ô Thác, nhìn thấy quân lò giảm bớt mỗi ngày, sẽ nghĩ rằng binh sĩ không phục nữ nhân lãnh binh, lại e ngại binh mã hùng hậu của Ô Thác, nhiều binh sĩ làm đảo binh. Từ đó sinh ra ý khinh địch. Đợi khi họ buông lỏng cảnh giác và xâm nhập, ta sẽ thiết lập mai phục. Giang Giao lúc đầu kích động, sau đó nghĩ đến điều gì, trần trừ mở miệng. Nhưng Hòa Huynh, không phải ngươi nói người ô thác giảo hoạt đa nghi, chắc chắn sẽ không để toàn bộ binh mã ra khỏi thành sao. Đúng vậy. Hòa Yến nhìn hắn. Nên họ chỉ phái một phần binh mã ra, chúng ta chỉ cần tiêu diệt phần này. Nếu họ thật sự dám toàn quân xuất kích, chúng ta sẽ ở vào thế yếu. Ngươi không nghĩ đến việc tiêu diệt toàn bộ họ sao? Thạch đầu có chút nghi hoặc... Hòa Yến vỗ vai hắn các ngươi chưa từng trải qua chiến trường thực sự, không biết rằng chiến tranh thật sự không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Người ô thác có binh mã nhiều hơn chúng ta, không muốn lấy mình ngắn công sở trường. Ta không có ý định đối đầu trực tiếp với họ, dụ họ xâm nhập, tiêu diệt một phần quân địch, đủ để khiến sĩ khí của người ô thác bị hao tổn, sau đó mới từ từ tính tiếp. Để thắng một cuộc chiến, nhất định phải có quyết tâm, giữ vững bình tĩnh, mới có thể đi đến cuối cùng. Hỏa Yến mỉm cười đây mới chỉ là bắt đầu. Giang Giao và Thạch Đầu nhìn nữ tử khoác khải giáp trước mặt, nhớ lại khi ở Lương Châu Vệ, họ đã biết nàng rất giỏi võ công và trí kế vô song. Hôm nay, nàng đứng đây, dẫn dắt binh mã, từ từ sang lưới, khiến người ta dần hiểu rõ tài năng của nàng. Hòa huynh, Giang Giao đùa, ngươi cũng chỉ tham gia nhiều hơn chúng ta một trận chiến ở Tế Dương, sao lại như rất quen thuộc vậy? Không giống đâu, nữ tử khẽ nhếch môi cười ta sinh ra đã biết đánh trận. Bên ngoài có gió thổi mạnh, thổi vào hoang mạc, cát vàng bay tư phía, cờ xí cuốn lên giữa trời, càng thêm tiêu điều. Thạch đầu thì thào. Cát quận cách đây không xa, không biết tình hình của yến tướng quân bên đó thế nào. Cát quận. Ánh mắt hỏa yến trở nên nặng nề. Nghe nói, nơi đó ôn dịch đã bùng phát. Ngoài thành, trên cánh đồng, bên bờ sông, chất đầy từng đống thi thể. Một đám binh sĩ đang đào hố, hố được đào rất sâu, khi nhìn vào đều thấy các thi thể được bọc trong vải trắng, phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Nhìn thoáng qua, cảnh tượng như địa ngục trần gian. Những căn lều dựng lên bằng cỏ tranh tạm bỡ, trên mặt đất trải vài thô, nằm la liệt hơn 10 người hấp hối, trên người xuất hiện dấu vết thối giữa. Một người trẻ tuổi đang nấu thuốc bên cạnh, thỉnh thoảng dùng muỗng sắt lớn khuấy đều dược thảo trong vạc. Thân thể hắn không cường tráng lắm, khuấy vạc dược liệu đã là cố hết sức, chẳng bao lâu, mồ hôi đã đầm đìa trên trán nhưng từ đầu đến cuối không hề lười biếng áo bào trắng của hắn từ lâu đã bị bùn và máu nhuộm bẩn giờ chỉ còn cầm quạt xếp tay những ngày này không cầm ngân châm chữa bệnh thì cũng bưng chén thuốc cứu người ôn dịch tại các quận nghiêm trọng hơn dự đoán sau khi người ô thác chiếm lĩnh cát quận họ trắng trợn tàn sát dân thường trong thành cướp bóc phụ nữ thi thể chết bị ném bừa bãi bên bờ sông vào mùa xuân nên ôn dịch bùng phát nhanh chóng Người ô thác đuổi hết dân đại ngụy còn sống ra khỏi thành, mặc kệ họ tự sinh tự diệt. Khi Lâm Song Hạc và Yến Hạ đến các quận, ngoài thành, trên cánh đồng, khắp nơi đều trồng chất thi thể như núi. Lâm Song Hạc, tự nhận là thầy thuốc, đã quen với cảnh sinh tử, nhưng khi vừa đến đây, vẫn không khỏi kinh hoàng trước cảnh thảm liệt này. Yến Hạ muốn dùng binh mã đối phó người ô thác, nơi này quân y cũng không nhiều. Hắn là cháu của Lâm Thanh Đàm lúc đầu mọi người đều khuyên hắn không nên tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này nếu nhiễm phải ôn dịch. Nhưng lầm song hạc không nghe những lời này, nếu sợ chết, ngay từ đầu hắn đã không chọn đến nơi này. Thi thể dân thường chết đi không thể vùi lấp ngay tại chỗ, chỉ có thể đốt cháy, hóa thành cho cốt rồi vùi lấp trong hố sâu, đây đã là phương pháp tốt nhất. Mặc dù vậy, mỗi ngày vẫn nghe thấy tiếng thốt thít rên gì của người nhà còn sống sót. Hắn nấu xong thuốc, múc vào bát, chờ nguội đi một chút rồi bưng vào liều cho bệnh nhân uống. Trước kia hắn là một công tử cực kỳ giảng giải, luôn có chút lòng hư vinh, ngay cả khi trị liệu cho nữ bệnh nhân tại Sóc Kinh, thấy họ đáng yêu, quần áo hoa mỹ, đều muốn cười rạng rỡ hơn. Nhưng hôm nay, các bệnh nhân ở đây có mùi khác thường, vết bẩn dữ tợn, hắn lại không hề ghét bỏ. Bệnh nhân được lâm xong hạc nâng đỡ là một nữ tử, còn rất trẻ, nhưng dung mạo thường thường, thậm chí hơi quá nở nang. Lâm Song Hạc múc một muôi thuốc, đưa đến môi nàng, nàng cẩn thận uống hết, nhìn lên công tử Ôn Nhu Tuấn Mỹ trước mặt, mặt hơi ửng đỏ, dường như bệnh tình cũng giảm bớt vài phần. "Lâm đại phu, để ta tự uống cũng được." Nàng nhỏ giọng nói. "Khó mà được." Lâm Song Hạc nghiêm mặt nói. "Sao có thể để cô nương xinh đẹp tự uống thuốc, dù sao ta cũng là người biết thương hương tiếc ngọc." Trong lều, các bệnh nhân nghe vậy đều cười thiện ý. "Lâm đại phu này, dáng dấp tốt, tính tình cũng tốt, khác hẳn vì tướng quân luôn sụ mặt hung dữ kia, mỗi lần đều cười tươi. Hắn còn có tâm trạng đùa với mọi người, trò chuyện từ khắp nơi, rõ ràng mọi người không chắc có thể thấy được ngày mai, rõ ràng là lúc căng thẳng và bi ai, nhưng thái độ của hắn không bao giờ thay đổi. Có hắn, bầu không khí dễ chịu hơn nhiều, như thể mọi thứ không có gì khác biệt, như thể sau khi tỉnh lại, các quận vẫn là các quận ngày xưa, mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng đợi cho tất cả bệnh nhân trong liều uống hết thuốc, lâm xong hoặc dặn dò họ nghỉ ngơi tốt, rồi mới nhặt hết các bát đi. Hắn đun sôi nước nóng để rửa sạch tất cả các bát thuốc, rồi mới ngừng lại, vuốt vai, cuối cùng có cơ hội nhìn kỹ bản thân. Nhưng khi nhìn thấy những vết bẩn trên người, hắn ngây người một lúc, rồi từ bỏ luôn việc làm sạch. Thật sự là vì, áo bào trắng của hắn mang theo đã bị cắt để làm băng bó cho bệnh nhân, bây giờ, đây là bộ y phục cuối cùng, không còn áo trắng nào khác để thay thế. Lâm song hạc đi về phía bên kia. Yến hạ dẫn binh mã, giao chiến với người ô thác vài lần, có thắng có bại. Địa thế ngoài thành các quận phức tạp, người ô thác trong thành dễ thủ khó công, chiến sự rằng co. May mắn là Yến hạ không bị ảnh hưởng, tinh thần vẫn tốt, sĩ khí dồi dào. Huống hồ, ôn dịch đã giảm bớt, khủng hoảng không còn lan tràn. Dù cuộc chiến này không dễ dàng, nhưng tình hình đang dần tiến triển tốt. Trong đêm qua, một trận tập kích bất ngờ, đại ngụy thắng nhỏ một trận. Có thêm không ít thương binh và một số binh sĩ tử trận. Binh sĩ tử trận được vùi lấp ngay tại chỗ, lâm song hạc để các quân y khác trị liệu thương binh trước, còn hắn tiếp nhận những bệnh nhân ôn dịch nguy hiểm nhất. Lúc này, trước chướng bờ sông, một số binh sĩ bị thương nhẹ đang ngồi nói chuyện. Yến Hạ không để ý hình tượng, ngồi bệt dưới đất, uống nước. Lâm song hạc lê bước mệt mỏi tới trước mặt Yến Hạ và buông tay. Yến Hạ không hiểu, dùng một tay gạt tay hắn ra. Ngươi làm gì, Yến tướng quân? Lâm Song Hạc liếm môi. Ta vội vàng cứu chữa bệnh nhân đến giờ, ngươi không cho ta một bát canh rau dại. Ta sắp chết đói, ngươi cũng cho ta miếng cơm chứ? Yến Hạ lườm hắn một cái, móc từ ngực ra một cái bánh nướng, ném vào tay hắn. Ăn đi, nghẹn không chết người đâu. Nếu là thường ngày, Lâm Song Hạc tất nhiên sẽ mỉa mai một phen, nhưng hôm nay thực sự không còn sức lại quá đói, liền ngồi xuống cắn một miếng lớn. Bánh nướng khô khốc, nuốt xuống cực kỳ khó chịu, vị cũng không ngon. Lâm song hạc bị nghẹn, Yến Hạ nhìn hắn ghét bỏ, cầm ấm nước đưa cho hắn. Ngươi là quỷ đói đầu thai sao? Lâm song hạc vội vã nhận ấm nước, uống một ngụm lớn, nuốt bánh nướng trong miệng rồi mới nói. Đại ca, ta hôm nay cả ngày chưa ăn cơm, làm tù phạm cũng không khổ thế này. Ngươi không chỉ không có chút đồng tình, còn mắng ta, ngươi là người sao? Yến Hạ nhìn người đối diện chật vật, vô ý muốn nói vài câu cay nhiệt, nhưng khi thấy y phục hắn lốm đốm bẩn, lại nuốt xuống lời chế giễu. Thôi, thật ra lâm xong hạc chuyến này, thật sự vượt qua dự liệu của hắn. Ban đầu Yến Hạ nghĩ rằng, lâm xong hạc dù từng ở lương châu vệ, nhưng lương châu vệ không có chiến tranh, sống trong vệ sở, không trải qua khó khăn. Khi đến cắt quận, hắn nghĩ vị công tử quen sống sung sướng này sẽ khóc trời đập đất không ngờ từ đầu đến giờ, Lâm Song Hạc không thốt một lời. Hắn tuy không đứng đầu rút đau đẫm máu với người ô thác, nhưng chăm sóc thương binh, chân an dân chúng bị ôn dịch, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa rất nguy hiểm. Yến hạ hừ một tiếng, không đáp lại. Lâm song hạ cắn thêm vài miếng bánh nướng, uống chút nước, ăn uống lót bụng, không còn khó chịu như vậy, lại có tinh thần. Hắn nhìn Yến hạ, nói. Yến Nam Quang, ta ở đây cũng coi như chịu khổ lớn, trở về Sóc Kinh, ngươi nhất định phải báo công lao của ta lên Hoàng thượng. Ít nhất cũng thường cho ta một quan nửa chức, ta đã lớn như vậy, chưa từng nếm loại khổ này. Cái bánh bột ngô này, nếu lúc trước, chó nhà ta cũng không ăn. Người này sống lại liền bắt đầu nói nhảm, Yến Hạ cười lạnh. Nơi này không ai ép ngươi ăn, ta cũng không thấy ngươi chịu khổ gì, đến lúc này rồi mà còn có tâm trạng đùa giỡn với nữ tử. Lâm song hạc, thói quen trêu hoa gẹo nguyệt của ngươi, thật sự không đổi được đừng nói ngươi quang minh lẫm liệt. Lâm song hạc mắng hắn. Ngươi có vợ có con, ta còn người cô đơn, làm sao biết cô nương nào là mệnh trung chú định của ta. Tự nhiên phải thử một lần, ngươi sớm treo mình trên một cây, còn nhìn người khác hái hoa người cỏ mà đỏ mắt, ngươi có bệnh à. Yến hạ nghe vậy, định phản bác, một binh sĩ bên cạnh kinh ngạc mở miệng. Yến tướng quân, ngài có con. Yến hạ trừng mắt nhìn lâm song hạc, lâm song hạc ho nhẹ, chuyện hạ thừa tú mang thai tạm thời chưa được công bố. Nhưng lúc này bị người nghe thấy, cũng không thể phủ nhận. Yến hạ đáp, còn chưa ra đời, đang trong bụng phu nhân ta. Binh sĩ kia nhìn khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt đen, có chút chất phác, nghe vậy cũng ngồi xuống, gãi đầu. Vậy thì tốt, chờ tướng quân đánh xong trận này trở về, sẽ được thấy con. Giống như ta năm đó, ngươi, Yến hạ hỏi, ngươi có con, nói nhảm. Lâm Song Hạc không nhịn được nói. Ngươi nghĩ toàn thiên hạ chỉ mình ngươi làm cha sao? Hán tử gãi đầu, cười nói. Có, có hai đứa. Đứa lớn hơn ba tuổi, đứa nhỏ vừa đầy tháng. Lần này về, ta định ở nhà với vợ mấy ngày, không ngờ người ô thác đến. Ta đã nói với vợ rồi, chờ đánh xong trở về, cầm tiền lương, sẽ làm vòng của bạc cho con trai. Còn con gái lớn của ta, khi ta đi, khóc quang quát, làm ta đau lòng. Yến Hạ chưa bao giờ là người bình dị gần gũi, vì xuất thân cao quý, lại kiêu ngạo, dù ở chung với thuộc hạ, cũng luôn mang vài phần cao ngạo. Hôm nay, vì hắn từ kia cùng hắn đều là phụ thân, hắn hiếm khi nói thêm vài câu. Hắn hỏi, con gái của ngươi tình cảm với ngươi rất sâu sao, ngươi cũng ở quân doanh, thời gian về nhà không nhiều, sao nó vẫn thân cận ngươi. Lâm song hạc khó hiểu, ngươi đang tìm kiếm kinh nghiệm cho tương lai khi gặp phiền phức sao. Yến Hạ mắng hắn. Im miệng. Rồi nhìn hắn từ trước mặt khát khao nghe câu trả lời. Ngươi mau nói, cái này, ta cũng không biết. Hắn tử có chút mơ hồ. Ta xác thực về nhà ít, nhưng mỗi lần về, đều nhớ mang kẹo mạch nha cho nó, mua vải đẹp cho vợ may đồ mới cho nó. Yến tướng quân không cần lo lắng, mọi người đều nói, con gái đều thân với cha, phu nhân tướng quân nếu sinh con gái, tiểu thư nhất định sẽ rất thân cận tướng quân. Yến hạ nghe hắn nói thấy vui trong lòng, nhưng sau đó lại nghiêm mặt. Vậy nếu là con trai thì sao? Cái đó không tốt hơn sao? Hán tử nói. Tướng quân mang thiếu ra theo, ra trận phụ tử cùng binh, còn gì bằng? Yến hạ mộ ra, nhìn người trước mặt. Không ngờ ngươi làm cha mà còn thông minh hai phần. Lâm song hạc đứng một bên nghe mà không biết nói gì. Hán tử được cấp trên khen ngợi, ngu ngơ cười, rồi bỗng nhiên trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn thở dài nói. Con gái nhỏ của ta, Lúc ta đi cứ ôm chân ta, ta biết nó sợ ta chết trên chiến trường. Nếu hắn nhìn về phía xa, ta có thể sống trở về, nhất định mua cho nó bánh rán mà nó thích nhất. Yến Hạ sướng sờ một lúc, sau đó cũng nhìn về phía xa. Trời xanh bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, ánh mặt trời đỏ như máu, đồng bằng yên tĩnh mà trầm mặc. "Yên tâm," hắn nói, "con bé nhất định sẽ được ăn bánh rán mà ngươi mua." Chương 262 đại kết cục 2 hoàng sa trải dài vạn dặm mây đen nắng chiếu bão cắt cuốn bụi mù hai quân giao chiến tiếng chém giết vang trời đại ngụy đóng quân bên ngoài thành cửu xuyên năm ngày cuối cùng người ô thác trong thành không chịu nổi nữa quân số ngày càng giảm đại ngụy cùng nữ hầu ra chưa bao giờ chính diện đối đầu với họ thậm chí khi thám tử và lính đại ngụy giao tranh binh sĩ đại ngụy truy đuổi đến gần cửa thành nhưng không dám tiếp tục đuổi nữa sự kiêu ngạo ăn sâu vào xương tủy người ô thác, dần dần, tin tức từ mã khách và hốt nhã đặc gửi về cũng chỉ bị coi là lời biện minh cho sự bất lực của họ. Một phụ nữ, chỉ dựa vào danh tiếng của chồng là một danh tướng, không đủ để gây sợ hãi, ngay cả lính dưới quyền đại ngụy cũng không kiểm soát được. Chỉ trong năm ngày, một nửa đã trở thành đào binh. Thủ lĩnh ô Thác tin rằng binh sĩ đại ngụy lo lắng, đêm đó liền cho đội tinh nhuệ nhẹ nhàng lên trận, truy đuổi quân đại ngụy còn sót lại binh sĩ ô thác đến ngoài thành, hướng về sa mạc trên gành bãi, chợt nghe tiếng hô. Giết! Vang trời từ phía trước, quân đại ngụy phục kích hai bên bắn vạn tiễn, mũi tên như gió mưa, khiến họ không kịp trở tay. Đúng lúc đó, kỵ binh cầm trường đao liều chết sung phong, dẫn đầu là một nữ tử trẻ tuổi mặc giáp đỏ, mặt mày kiêu hãnh, cầm trong tay thanh trường kiếm như muốn phá tan bầu trời, đạp gió mà đến, không ai có thể sánh bằng. Hai quân giao chiến, tiếng kim loại va chạm vang trời phủ việt quân năm đó dưới sự chỉ huy của phi hồng tướng quân như thần binh dũng tướng không ai cản nổi từ khi phi hồng tướng quân rời đi chưa bao giờ họ vinh quang như hôm nay nữ tử kiều nhỏ nhắn kia tuy trông yếu ớt nhưng lại ẩn chứa sức mạnh lớn phủ việt quân trong tay nàng như thanh đao sắc bén nhất binh trận và mai phục không gì không thông thảo hỏa yến trên lưng ngựa trường kiếm như cánh tay xông vào trận địa quân địch không mảy may sợ hãi trường kiếm chém tới đâu máu nóng phun ra, đầu địch bị chạm dưới ngựa. Nụ cười hiên ngang trên khóe môi nàng, chiếu sáng sa mạc u tối trong đêm dài. Người ô thác bị đánh bỏ giáp, kéo binh khí chạy trốn. Cuối cùng, vết máu trên trường đao được lau đi, trận kịch chiến kết thúc. Người ô thác chết thì chết, bị bắt thì bị bắt, cửa thành dù chưa phá, trận đầu coi như báo cáo thắng lợi. Phó tướng phân khích tìm đến nữ tử đang trở về, không màng thân thể mệt mỏi, chạy tới nói. Đại nhân, trận này thắng quá đẹp. Đại nhân thần cơ diệu toán. Hỏa Yến cười. Không phải công lao của ta. Trên giáp nàng đầy vết máu, mặt cũng mang vết máu, có lẽ không chỉ của người ô thác, nhưng tư thế nàng thẳng tắp, không một chút mệt mỏi, ngược lại mắt sáng rực, thần thái sáng láng, khiến binh sĩ phủ Việt xung quanh nhìn thấy nàng liền an tâm. Dường như chỉ cần có nàng, trận này đấu với người ô thác, họ chắc chắn sẽ thắng trong quân từ trước đến giờ chỉ có thực lực và nắm đấm mới có giá trị, nếu trước đó phủ Việt quân còn nghi ngờ hỏa yến lãnh binh, không hiểu vì sao nàng muốn người ta giảm quân số mỗi ngày, thì sau trận chiến này, nàng đã chinh phục lòng quân. Hiệu quả của mai phục và binh trận mọi người đều thấy rõ. Trên chiến trường, nàng một ngựa đi đầu, xung phong dẫn đầu, trường kiếm uy phong lẫm liệt, không phải giả tạo. Có lẽ, nếu thực sự phi hùng tướng quân ở đây, phong thái cũng sẽ như vậy hỏa yến nói để quân y chữa thương cho các huynh đệ bị thương trước những người bị thương nhẹ hoặc không bị thương thì dọn dẹp chiến trường một chút dừng một chút nàng nói trời đã sáng còn phải tấn công thành công thành mới qua một đêm các huynh đệ chỉ sợ hỏa yến cười nói không phải thật sự công thành chỉ quấy dối họ thôi trận chiến này dù thắng đẹp nhưng không thoải mái đội quân ô thác này tinh nhuệ sắc bén phủ việt quân đối chiến còn khá vất vả chỉ là nhờ đoạt được tiên cơ. Và đây, chỉ mới là bước đầu tiên. Có người từ phía sau chạy tới, thờ hồn hình nói với nàng. Hòa, hòa đại nhân. Hòa yến nhìn lại, là giang giao, nàng hỏi. Chuyện gì, Sơn ca? Giang giao sắc mặt rất khó coi. Ngày đi xem thử đi. Hồng Sơn bị người ô tháp đâm xuyên ngực, cởi giáp ra có thể thấy y phục bị nhuốm máu đỏ. Vương bá và một nhóm người vây quanh hắn, quân y gặp Hỏa Yến đến, lắc đầu. Hỏa Yến đi tới, người này luôn cười vỗ vai nàng, gọi. A à, Hòa. Bây giờ mãi mãi không tỉnh lại. Hồng Sơn trong đoàn người này, không phải người giỏi nhất, nhưng luôn nỗ lực cùng mọi người. Hỏa Yến còn nhớ người đầu tiên nàng gặp khi nhập ngũ là Hồng Sơn, hắn coi nàng như em trai yếu đuối, luôn quan tâm nhiều. Cũng từng nói. Làm bếp binh không có gì không tốt, chỉ ít còn sống. Nhưng bây giờ, chính hắn chết trên chiến trường. Trên người hắn không có vật gì quý giá, không có gì có thể mang đi. Từ trước đến nay Vương Bá luôn thích nói nhiều, giờ phút này cũng không nói một lời, mắt đỏ hoe. Cùng trải qua nhiều với nhau, tình cảm sâu đậm hơn người khác, nhưng chiến tranh tàn khốc, không ai biết trước người tiếp theo mãi mãi ra đi là ai. Còn nàng, càng không có thời gian và sức lực để bi thương ở đây. Chôn cất đi, nàng nói khẽ, đứng dậy, đi về phía trước vương bá không nhịn được tức giận nói ơ ờ, thế là xong rồi sao thu dọn nghiêm túc giọng nữ từ kiên định không một chút thương cảm dư thừa hừng đông tấn công thành cửa thành mở rộng hàng vạn quân mã tràn vào tiếng chống trận vang dội người mặc giáp bạc vị tướng quân trẻ tuổi như con rồng bạc bay lượn trong đêm lưỡi đao sắc bén và lạnh lùng quy đức trung lang tướng quen với lối đánh trực tiếp hung hãn tiến thẳng không lùi dưới quyền ông quân Yến cũng chiến đấu như vậy, hai quân giao chiến, không để đường rút lui. Cát quận dù ôn dịch nghiêm trọng, nhưng đã bị lâm song hạc kiểm soát. Sau vài trận thử nghiệm nhỏ, quân Yến tiếp tục thắng liên tiếp vài trận, hôm nay cửa thành cuối cùng bị phá, coi như đối đầu chính diện thật sự. Có lẽ vì so với Yến Hạ, người ô thác càng e ngại phong vân tướng quân, nên đại bộ phận binh mã của ô thác quốc đã đi tiếp viện vân truy. Còn lại cát quận, số lượng binh mã không bằng quân Yến. Đại Ngụy tạm thời chiếm lợi thế, chiến thắng kích thích sĩ khí, giờ phút này quân Yến Sĩ khi ngút trời, nghe binh sĩ xung quanh hô: Giết người ô thác, đuổi họ ra khỏi Đại Ngụy, lăn ra Đại Ngụy. Có người cười hô: Trận này báo cáo thắng lợi, có lẽ chúng ta sẽ là đội quân đầu tiên trở về Sóc Kinh. Lời này làm người ta thích nghe, ai cũng biết Yến tướng quân thích nhất tỉ thí với Phong Vân tướng quân. Nếu trận này họ báo cáo thắng lợi đầu tiên, trở về Sóc Kinh trước chẳng phải có nghĩa là tướng quân của họ giỏi hơn tiêu đô đốc yến hạ nghe thấy cũng cảm thấy sảng khoái trong lòng đúng lúc này hắn thấy binh sĩ đại ngụy phía trước đang giao chiến với người ô thác nhìn quen mắt lập tức nhớ ra đây chính là người đã nói chuyện với hắn mấy ngày trước về con nhỏ ở nhà yến hạ nhớ rõ hắn từ này có một con gái ba tuổi giờ đây hắn đang liều mạng chém giết với người ô thác không nhìn thấy đám tên bay lén từ phía sau lưng yến hạ nhướng mày trên chiến trường không thể phân tâm, nhưng có lẽ ánh mắt khát vọng đoàn tụ của hắn từ đó hôm ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc. Hoặc có lẽ nghĩ tới con gái nhỏ ở nhà chờ cha mang bánh rán về, khiến Yến Hạ nhớ đến Hạ Thừa Tú đang mang cốt nhục chưa ra đời. Tóm lại, hắn phi thân tới, một trường đầy hán tử kia ra. Mũi tên xé gió sát qua đầu họ, Yến Hạ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng kêu thất kinh. Tướng quân, vân truy ven biển hoàn toàn trái ngược hướng với các quận và cửu xuyên. Bóng đêm đen như mực, bên bờ biển nghe tiếng thủy triều đập vào đá, gió mang theo hơi nước biển ẩm ướt. Nhìn từ bờ ra xa, biển và trời như nối thành một dải, như thể đi thuyền ra biển, cứ thẳng tiến mà đi, có thể đến cửu trọng thiên. Nếu không có chiến tranh, nơi này phong cảnh thật đẹp. Nhưng một khi có chiến tranh, sự khoáng đạt và xa xăm biến thành lạnh lẽo và buồn bã. Trong chướng thấy gió bó đuốc, một thanh niên mặc giáp đen, nhìn trầm trầm vào sa bàn trầm tư. Có người từ ngoài bước vào nói: thiếu gia, ngài phân phó cho người gánh gạo qua trước cửa thành đã sắp xếp xong. Tiêu giác gật đầu: tốt. Đại ngụy có hai danh tướng trong mắt người Ô Thác, Phi Hồng tướng quân đã không còn ở đây, khó có thể đối phó chỉ còn lại Phong Vân tướng quân. Vì vậy tại Vân Truy, binh mã Ô Thác tập trung đông nhất. Nhưng từ khi Tiêu giác dẫn quân Nam phủ đến Vân Truy, người Ô Thác không dám chính diện đối đầu. Có lẽ vì trong quá khứ, người ô thác đã chịu nhiều tổn thất dưới tay tiêu giác. Hoặc họ đã tính công lao chiến thắng ở nhuận đô và tế dương của đại ngụy cho tiêu giác, lần này họ tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, thành cửa đóng kín, thề không ra khỏi thành. Phi nô nhìn thanh niên ngồi trước bàn, nói. Thiếu gia, người ô thác không chịu ra tay, là muốn làm hao mòn ý chí của quân Nam Phủ. Mặc dù quân Nam Phủ và cửu kỳ doanh không vì thế mà lo lắng, nhưng nếu kéo dài, Lương Thảo e rằng không đủ. Đây mới thực sự là điều cần cân nhắc. Bọn họ cũng đánh với ý đồ này. Tiêu Giáp nói. Nhưng, người ô thác đến trước quân Nam Phủ ở Vân Truy, dù trong thành có gạo, nhưng đông người, gạo thóc trong thành e rằng không đủ duy trì lâu. Muốn làm hao tổn chúng ta. Thanh niên cười mỉm mai. Cũng tự hao tổn mình. Người ô thác muốn chờ quân Nam Phủ thiếu lương thực, sĩ khí xa sút rồi mới xuất binh, nhưng sau một thời gian, hao mòn không chỉ quân nam phủ mà cả binh mã ô thác cũng đối mặt với cùng cảnh ngộ vậy nên thiếu gia cho họ gánh gạo qua cửa thành là cố ý cho người ô thác thấy để họ thấy đại nguy thóc gạo sung túc ta xem họ còn kiên trì được mấy ngày phi nô cúi đầu nói thiếu gia anh minh tiêu giác đặt ngón tay giữa lên dư đồ đoàn côn rồi buông xuống quay người ra khỏi trướng bên ngoài không có trăng binh lính tuần tra cầm đuốc đi lại cũng có binh sĩ ngồi gặm lương khô thấy tiêu giác liền cúi đầu chào theo quy củ. Quân Nam Phủ và cửu kỳ doanh đều do tiêu giác dẫn dắt, nhất là cửu kỳ doanh, khác với lương châu vệ và phủ Việt quân, binh sĩ và cấp trên không quá thân cận. Không phải vì tình cảm lạnh nhạt, mà bởi vì đô đốc quân này lãnh cảm và rất nghiêm khắc về kỷ luật quân đội. Bọn nữ tử chỉ thấy, Ngọc Diện đô đốc, đẹp trai, nhưng binh sĩ trong doanh trại lại biết rõ dưới lớp vỏ ngoài đẹp đẽ đó là tâm địa gian ác. Vì vậy, thường ngày trong quân Nam Phủ, không ai dám đùa giỡn. Tiêu giác từ doanh trướng đi qua, một binh sĩ chọc vào xích ô bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Xích ô, cái trên lưng đô đốc là gì vậy? Là túi thơm sao? Sao lại treo thứ xấu như vậy? Xích ô, tiêu giác dù sao cũng là một trong những Mỹ Nam từ hàng đầu đại ngụy, thường ngày mặc khải giáp cũng tỏ ra oai hùng và thanh nhã. Nhưng lần này xuất binh, trên lưng lại đeo một túi thơm, theo loạn xả không rõ là gì nhưng món đồ này thật sự quá nổi bật, khó có thể xem nhẹ. Các binh sĩ không dám hỏi, nhưng một người gan lớn rốt cục không chịu nổi, đến hỏi Xích Ô, người thân cận với tiêu giác. Chính là, Xích Ô, cái kia là vật gì? Lại có người hỏi. Ta thấy đồ đốc ngày ngày đều đeo trên người, quý giá lắm, lai lịch ra sao? Xích Ô phẩy tay. Đó là thiếu phu nhân theo cho thiếu gia, các người biết gì mà hỏi. Thiếu phu nhân. Các binh sĩ xung quanh đưa mắt nhìn nhau, người lên tiếng đầu tiên nở một nụ cười xấu hổ. Thiếu phu nhân nữ công, thật là đặc biệt, thật đặc biệt. Có người gật đầu nói. Đồ đốc đeo túi thơm đặc biệt như vậy trên người hàng ngày. Xích ô, ta nghe nói đô đốc rất cưng chiều thiếu phu nhân, có thật không? Không thể nào, khi nào ngươi thấy đô đốc cưng chiều ai? Ngươi tưởng tượng nổi sao? Ta không thể. Xích ô bị hỏi phiền, đứng dậy, ngón tay chỉ bọn họ dậy dỗ lo trực đêm cho tốt, nghĩ linh tinh làm gì, bản thân có phu nhân chưa mà quan tâm người khác, cẩn thận thiếu ra nghe được sẽ phạt các ngươi. Hắn vừa đứng lên, có người thấy giày của hắn, ngạc nhiên nói. a à, xích ô, giày của ngươi cũng thật đặc biệt, sao lại thêu hoa trên đó? Cái gì, cái gì, đâu có hoa, hoa, thật có hoa, nhất định là cô nương thêu, xích ô, khi nào ngươi có người trong lòng. Không nói cho các huynh đệ biết, thật không có nghĩa khí. Cái gì người trong lòng? Xích ô mặt đỏ bừng, trách mắng. Không nên nói bậy. Rồi quay người đi thôi. Tiêu giác đi đến bên bờ. Bên bờ được bó đúc chiếu sáng, mặt nước trong trẻo phản chiếu ánh sáng. Không có trăng, cảnh sắc ban đêm trở nên có phần lạnh lẽo. Hắn tự tay tháo túi thơm bên hông, trên túi thơm, hình. Mặt trăng. Siêu vẹo nhìn hắn, như thể có thể xuyên qua những đường kim vụng về này, thấy được nụ cười tươi của chủ nhân nữ công thanh niên nhìn chăm chú vào túi thơm trong tay, khóe môi khẽ cong lên. Cửu xuyên và vân truy cách nhau quá xa, tin tức truyền đến đây phải chờ rất lâu. Không biết nàng ở đầu kia tình hình thế nào, nhưng... Nghĩ đến nàng cũng ưng phó được. Hắn ngước mắt nhìn chân trời, mặt biển vô tận, chỉ có tiếng sóng nhẹ nhàng, như lời tình nhân nói mớ trong giấc mộng, lấp lánh trong chiến trường đêm. Sóc kinh, gió đêm bắt đầu thổi, làm bật cửa sổ chưa đóng kỹ, gió thổi trên bàn cuộn giấy kêu. Sàn sạt. Người trên giường mở mắt, đốt đèn, đứng dậy xuống giường, đi tới cửa sổ, nhìn bầu trời đêm. Kinh thành hoàn toàn yên tĩnh, không một chút dấu hiệu nào của chiến sự sắp nổ ra. Khó mà tưởng tượng ở chiến trường ngoài ngàn dặm, các tướng sĩ giờ này đang làm gì. Sau lưng vang lên tiếng nha hoàn mơ màng. Phu nhân, ngài dậy làm gì? Hạ thừa tú cười. Không có gì, chỉ là không ngủ được thôi tiểu nha hoàn đến bên nàng, đưa tay đóng cửa sổ lại, vị nàng đi vào trong, nói. Phu nhân cẩn thận, bây giờ ngài có thai, gió xuân rét lạnh, đừng để bị cảm. Nếu tướng quân biết, nô tỳ sẽ chịu khổ. Toàn bộ yến phủ trên dưới đều biết, yến tướng quân tính tình cao ngạo bá đảo, nhưng không trách phạt hạ nhân, nhưng nếu liên quan đến hạ thừa tú, thì rất tính toán chi ly. Khi hạ thừa tú mới vào cửa, quản gia Mỹ mạo con gái rất có địch ý, trong bóng tối khiêu khích, bị yến tướng quân biết được, đuổi cả gia đình ra khỏi phủ mà không chút nương tay. Trước khi xuất trinh lần này, Yến Hạ còn cố ý thông báo toàn bộ Yến Phủ, nếu như Hạ Thừa Tú và đứa con trong bụng xảy ra chuyện gì bất chắc, toàn bộ phủ đệ đều sẽ gặp xui xẻo cùng một lúc. Yến tướng quân nói được làm được, bọn hạ nhân đương nhiên luôn luôn lo lắng cho Hạ Thừa Tú, sợ xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến Yến Hạ quan tâm đến cả những việc nhỏ, Hạ Thừa Tú không nhịn được cười, nói nào có khoa trương như vậy, trong phủ có người coi chừng, đại phu mỗi ngày đều đến bắt mạch, đâu có yếu ớt như vậy. Nhà hoàn cười tùm tìm. Tướng quân cũng lo lắng cho phu nhân mà. Hạ thừa tú cúi đầu, nhìn bụng dưới, đưa tay xoa, rõ ràng không cảm thấy gì, rất kỳ diệu, lại giống như có thể thông qua huyết mạch này lập tức chạm nhau, biết được bên trong tiểu gia hỏa kia giờ phút này đang hân hoan. Nhà hoàn thấy động tác của nàng, cười hỏi nếu tướng quân có thể gặp tiểu thiếu gia hoặc tiểu tiểu thư khi ra đời thì tốt. Tướng quân yêu thương phu nhân như vậy, nghĩ đến tiểu thiếu gia hay tiểu tiểu thư sau khi sinh ra, cũng sẽ là người cha tốt nhất ở Sóc Kinh. Nếu thật như vậy, Hạ Thừa Tú cười nói, hắn chắc đã sớm suy nghĩ xong muốn dạy dỗ đứa nhỏ này như thế nào. Đứa trẻ chưa ra đời, đã vội vàng đặt tên rồi. Hạ Thừa Tú cũng là giờ khóc giờ cười, lúc gần đi, còn nghiêm túc xin lỗi. Mộ Hạ chỉ nói chiến sự khẩn cấp, tạm thời không thể ở bên nàng, đợi trở về, nhất định sẽ đền bù gấp bội, để nàng ngàn vạn không được giận dỗi. Ai biết đứa bé trong bụng này, rốt cuộc là mồ Hạ hay Lương Tương. Nhưng, Hạ Thừa Tú trong lòng, không hiểu sao rất mong đợi, Yến Hạ làm cha sẽ như thế nào. Trước khi gả cho Yến Hạ, nàng đã gặp thanh niên này giữ dằn, khiêu khích khắp nơi, khi đó cũng không nghĩ rằng sau này người này sẽ trở thành trượng phu nàng cũng không nghĩ rằng, vị quy đức trung lang tướng đấu thiên đấu địa bên ngoài, lại ngoan ngoãn phục tùng nàng trong nhà. Nếu hắn làm cha, bất kể là mộ hạ hay lương tương, đều sẽ thực tình yêu thương, dốc lòng dạy bảo, nhìn chúng ngày một lớn lên, trở thành những người yêu tú. Giống như hắn. Phu nhân là nhớ tướng quân à. Nhà hoàn bên cạnh thấy thần sắc nàng hỏi. Hạ thừa tú cười, dưới ánh đèn, nữ tử vốn đã nhu mì, lại càng ôn nhu không tưởng. Không biết bao lâu, nàng ân một tiếng nghiêm túc trả lời, "Ta nhớ hắn." Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 263, đại kết cục 3. Sau tiết Cốc Vũ, không lâu sau đó là đến tiết Lập Hạ. Ở Sóc Kinh, vào thời điểm này, mưa rơi không ngừng. Nhưng tại Cửu Xuyên, giữa hoang mạc mênh mông, đã bước vào mùa hè oi bức, mặt trời thiêu đốt, làm môi của các binh sĩ khô nứt tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt sau khi báo cáo chiến thắng trận đầu hơn một tháng sau hỏa yến lại dẫn quân phủ việt giao chiến với quân ô thác nhiều lần quân ô thác nhiều lần chịu thua dưới tay vũ an hầu dần dần hiểu rằng vũ an hầu không phải kẻ vô năng chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng nàng bày trận tinh diệu ra trận anh dũng kiếm pháp thuần thục khiến quân ô thác nhớ đến phi hùng tướng quân trong truyền thuyết năm xưa sau vài lần giao chiến hỏa yến thăm dò được cách tác chiến của quân ô thác liền bắt đầu phản công. Nàng vô cùng kiên nhẫn, không nóng vội công thành, áp dụng chiến pháp. Giặc đến thì phòng thủ, giặc đi thì truy kích, ban ngày dùng diệu binh, ban đêm tập kích doanh trại. Quần ô thác chịu không nổi sự quấy rối thường xuyên như vậy, dần dần mất tinh thần, mệt mỏi dã rời, không thể chống đỡ. Hôm nay là thời điểm công thành. Người phụ nữ khoác giáp đỏ cưỡi ngựa tuấn mã rong ruổi trên chiến trường, cờ trống vang trời, đao quang kiếm ảnh binh trận theo sự chỉ huy của nàng như con rồng lớn, mang theo sát khí đằng đằng tiến vào doanh trại quân địch. Nàng cầm kiếm sông thẳng không lùi, hai quân giao chiến, đất khô cằn hàng nghìn dặm. Tiểu Mạch đang chiến đấu với một tên tráng hán ô thác, tuy hắn trẻ tuổi và khỏe mạnh, nhưng không bằng thạch đầu về kỹ năng. Trong lúc giao chiến, hắn bất ngờ đá vào đầu gối đối thủ, làm người đó lảo đảo. Nhân cơ hội, Tiểu Mạch chém một nhát vào cổ đối thủ. Đối thủ ngã xuống, Tiểu Mạch vui mừng, nhưng chưa kịp cười thì bị một người ngã đè lên, lăn trên mặt đất hai vòng. Tiểu mạch hoảng hốt ngẩng đầu, thấy thạch đầu ôm lấy hắn, phía sau lưng thạch đầu có một mũi tên đen cắm vào, chỉ lộ ra đầu mũi tên. Thạch đầu môi giật giật, chỉ kịp nói hai chữ. Cẩn thận. Lại một mũi tên đâm xuyên lưng hắn, thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi. Đi mau, đại ca. Tiểu mạch đau đớn kêu lên, vương bá thấy vậy, giờ đào lao tới hai cung tiễn thủ ô thác mai phục ở chỗ tối giao chiến với bọn chúng. Thiếu niên luôn cười tươi vui vẻ giờ đây đầy kinh hoàng, nước mắt rơi từng giọt lớn, quỷ bên cạnh thạch đầu kêu lên. Đại ca, đừng làm ta sợ, đại ca. Thạch đầu khó nhọc nhìn đứa em, hai mũi tên xuyên qua ngực, sức lực dần cạn. Chiến trường hỗn loạn, tiểu mạch như vậy rất nguy hiểm. Đi, đừng ở lại đây, hắn khó khăn nói. Nguy hiểm. Sau đó, ánh sáng trong mắt hắn tắt lịm, tiểu mạch phát ra tiếng khóc thét đầy đau khổ nhưng đáng tiếc đây là chiến trường không ai chú ý đến nỗi đau của hắn lúc này cái chết diễn ra mọi lúc mọi nơi giáp trụ của hoàng hùng đã bị chém nát người và mặt đều chịu nhiều vết thương tuổi tác của hắn đã cao ứng phó với bọn tạc bình thường thì không sao nhưng đối phó với những tên ô thác xảo trá và dũng mãnh này thì có phần cố sức trước mặt là tên ô thác đang giao đấu với hắn bị chém một đau vào tay máu thịt lẫn lộn khi nắm đau cả người đau nhức sức lực dần cạn kiệt thanh kim đao đã làm bạn nhiều năm giờ đây trở thành gánh nặng khó mà huy động nổi sự mỏi mệt của hắn bị đối phương nhìn thấy tên ô thắc cười lớn nói không xong rồi tên to con này không chịu nổi nữa thấy hắn to lớn và thanh kim đao nổi bật tên ô thắc chú ý hét lớn cây đao này là của ta hoàng hùng trầm giọng nói mơ đi tay hắn nắm chặt đại đao lưỡi đao va chạm với đối phương đúng lúc này phía sau đột nhiên lạnh toát một thanh trường đao sáng như tuyết từ sau lưng xuyên qua ngực, làm hắn lảo đảo. Tên ô thác phía sau cười lớn, nhưng nụ cười đó chưa kịp hết, hoàng hùng hét lớn, quay đầu lại, mặc kệ vết thương trên người, nhấc đại đao trong tay, chém đầu tên ô tháp phía sau. Tiếng cười đắc y bên kia cũng bị ngọn đao kim sáng lấp lánh cướp đi mạng sống, lập tức im bặt. Giáp trụ trên người bị đao xuyên thủng, hắn nắm chặt chuôi đao, bất ngờ rút ra, rút ra lập tức, cuối cùng không trụ nổi, ngã xuống đất tay hắn vẫn nắm chặt thanh kim đao. Nhiều năm qua, hắn từng vì thanh đao này mà lận đận, nhưng cũng chính thanh đao này đã theo hắn vượt ngàn dặm đối đầu với kẻ thù. Bây giờ hắn chỉ còn lại một mình, không vướng bận, trước khi chết có thanh đao này làm bản, cũng không có gì hối tiếc. Chỉ là, tráng hán thô lỗ nhìn lên trời, trước ngực có chuỗi Phật châu đen, mơ hồ thấy mẹ ở Phật đường cầu nguyện cho người xa quê sớm trở về, các tìm muội bày biện đồ ăn nóng hổi, đại ca đang ở sân hỏi thăm cháu nhỏ về bài học hôm nay. Bình yên như vậy, an nhàn như thế, hắn an tâm nhắm mắt lại, vẻ mặt chưa bao giờ yên bình đến thế. Lãng tử bôn ba bên ngoài lâu như vậy, giờ đây, cuối cùng có thể trở về nhà. Thành bị phá, giáp đổ binh ngã, xương trắng lộ khắp nơi. Các binh sĩ gieo hò vì chiến thắng không dễ dàng này, trên mặt ai còn sống cũng đều nở nụ cười vui sướng. Người phụ nữ dẫn đầu thần thái sáng láng, không có chút mệt mỏi, nàng luôn như vậy, tựa như không bao giờ có mặt yếu đuối. Chính nhờ có nàng, sĩ khí của quân phù Việt ngày càng tăng lên. Quân ô thác bị đánh bại phải bỏ thành mà chạy, đến lúc này, cửu xuyên cuối cùng đã được đại ngụy đoạt lại. Trên mặt hỏa yến còn vết máu chưa kịp lau, đang muốn kiểm kê chiến quả thì thấy vương bá mặt mày nghiêm trọng đi tới. Nụ cười trên môi nàng lập tức biến mất. Ngươi đến xem đi. Hắn nói, mấy ngày liền chiến tranh, không ngừng có người chết, từ Lương Châu vệ đến các nam nhân cuối cùng cũng nhận ra, lần này khác hẳn mọi lần trước. Chiến tranh khiến họ trưởng thành nhanh chóng, trở nên ít nói, kiên định và tỉnh táo hơn. Vương Bá không còn là người nóng nảy như trước, những ngày này hắn đã trầm tĩnh hơn nhiều. Hỏa Yến theo hắn đi vào phía trước, các binh sĩ tử trận chỉ có thể chôn ngay tại chỗ, những người sống sót kiểm tra trên người họ có mang theo tín vật không, nếu có thì sẽ mang về sóc kinh cho gia đình họ. Mỗi binh sĩ trước khi ra chiến trường Phần lớn đều mang theo một bức thư, nếu không may tử trận, đồng đội sẽ mang tin về cho gia đình họ. Hỏa Yến nhìn thấy Thạch Đầu và Hoàng Hùng, nàng sớm hiểu rằng, khi ra chiến trường, không thể tự quyết định sinh tử. Khi khoác giáp lên, đã chuẩn bị đánh đổi mạng sống. Những người sống sót đến cuối cùng không phải may mắn, mà phải chứng kiến đồng đội lần lượt ra đi. Đầu tiên là Hồng Sơn, giờ là Thạch Đầu và Hoàng Hùng. Thạch Đầu chúng tên mà chết, mũi tên bị nhổ ra ngực áo nhuộm đỏ máu hoàng hùng chết dưới đao nghe nói hắn cuối cùng đồng quy vô tận với hai tên ô thác khi tìm thấy hắn tay hắn vẫn nắm chặt đao hỏa yến quỳ xuống trước hai người cẩn thận trình lại quần áo rách nát của họ tiểu mạch đứng bên cạnh khóc nghẹn mắt đỏ bừng hỏa yến nhớ lại lần đầu gặp thạch đầu và tiểu mạch hai anh em thợ săn lớn lên trong núi nói với nàng về trí hướng nhập ngũ tiểu mạch hoạt bát hồn nhiên ham ăn ham chơi thạch đầu ít nói ổn trọng, tâm tư tỉ mỉ. Chiến tranh đã thay đổi tất cả. Có một tiểu binh hỏi. Đại nhân, thanh đao của Hoàng huynh đệ. Thanh đao tốt như vậy, nếu dùng trên chiến trường, cũng khiến người ta thèm thuồng. Hắn không có người thân, thanh đao này là gia đình của hắn, đã làm bạn hắn nhiều năm, hãy để nó cùng hắn nhập táng. Hỏa Yến nhìn người đàn ông nằm trên đất, người luôn không phân biệt được phương hướng, lạc lõng, giờ đây trên mặt nở nụ cười bình yên, có lẽ đã tìm được đường về nhà nàng đứng dậy, nỗi bi thương chỉ thoáng qua, lên tiếng. Gọi họ đến trướng của ta, có việc muốn bàn. Bước chân kiên định, không quay đầu lại nhìn. Như để ăn mừng chiến thắng đoạt lại cửu xuyên, đêm khuya, ánh trăng lên cao. Người phụ nữ trong doanh trướng, hạ nét bút cuối cùng trên bản đồ, dụi mắt, đứng dậy, đi ra ngoài. Nàng leo lên thành lâu, nhìn về phương xa, phía ngoài thành, một vùng cắt vàng mênh mông, nơi xa ánh lửa chiếu dọi đất trường bình. Sa mạc hoang vu, thành lâu màu trắng trông như con thuyền cô độc giữa biển sâu. Một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm, tạm thời xua đi chút lạnh lẽo. Cô ngồi xuống đất, bụng kêu một tiếng nhỏ, mới nhận ra từ khi cuộc chiến kết thúc đến giờ, cô chưa ăn gì cả. Một chiếc bánh nướng được đưa tới, Hỏa Yến ngạc nhiên, giang dao từ phía sau bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "Biết rõ là cô chưa ăn gì, nên tôi để dành cho cô." Hỏa Yến mỉm cười, cảm ơn cô cắn một miếng bánh nướng thực phẩm thô lấp đầy bụng cảm giác no rõ ràng giang dao đưa cho cô một ấm nước cô ngửa đầu uống một ngụm lớn thái độ thoải mái trên mặt cô còn dính bùn và vết máu chưa khô trông rất nhếch nhác nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy xúc động trong quân phủ việt mọi người đều nói họ yến sinh ra đã dũng mãnh phi thường dụng binh như thần không bao giờ biết mệt mỏi trong khi những người lính nam sau trận đại chiến này vẫn cần nghỉ ngơi. Cô thì khác, sau khi rời chiến trường, kiểm kê chiến quả, sắp xếp chỉ huy tiếp tục truy kích, phân tích tình hình địch. Đến giờ, quần áo vẫn chưa thay, thức ăn khô chưa kịp ăn. Chỉ khi ngồi trên mặt đất, ở nơi không có ai, cô mới để lộ chút mỏi mệt thuộc về mình. Anh nghe thấy giọng hỏa yến. Tiểu mạch thế nào, không tốt lắm, vương bá vẫn đang ở bên cạnh anh ấy. Giang giao nói với giọng trầm anh em Lương Châu Vệ đã mất một nửa, còn ai sẽ là người tiếp theo, ai có thể sống sót trở về Sóc Kinh, không ai có thể nói chắc chắn. Hỏa Yến ngửa đầu nuốt một ngụm nước, giọng vẫn bình tĩnh như trước. Hãy để anh ấy ra đi nhanh hơn. Lời này thật tàn nhẫn, nhưng Giang Giao cũng hiểu rằng, đây là chiến trường, trên chiến trường, không có thời gian để thương tiếc. Hỏa Yến dù không rơi lệ, nhưng không có nghĩa là cô không đau khổ. Dù sao cô cũng là một nữ tử, một mình ở lại đây, nhìn những người xung quanh lần lượt rời đi cảm giác vô cùng bất lực hòa huynh giang giao hỏi anh có nhớ đô đốc không đáp lại anh là sự im lặng một lát sau hòa yến ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu ở xa cô đứng trong hoang mạc chỉ có vầng trăng khuyết trắng bạc lặng lẽ treo trên bầu trời đêm không có cô nhếch mép như thể nhìn thấu qua vầng trăng khuyết trước mắt thấy được một người khác ta biết anh ấy ở đây tiếng quả đen vang lên từ xa gió lạnh đêm thổi làm ngọn đuốc lắc lư như những chấm nhỏ, nữ tướng trẻ đứng dậy, vỗ vai người bên cạnh. Về sớm đi, ngày mai còn có một trận đánh ác liệt. Quay người rời đi. Mấy ngày liền, quận cắt liên tục đổ mưa, nước mưa rửa sạch bùn đất và vết máu trên mặt đất. Nếu không có binh khí và thi thể nằm dài rác, người ta khó mà nhận ra nơi này vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Trong doanh trải, người đàn ông mặc áo gai nhìn về phía chủ tướng đang ngồi trong lều, tức giận nói. Yến Nam Quang, ngươi không muốn sống nữa sao? Chiếc áo bào trắng cuối cùng của hắn không thoát khỏi số phận bị xé thành vài vụn, từ đó hắn mặc áo gai giống như dân thường khi ở trong doanh trại Yến gia quân. Bây giờ, thiếu gia họ Lâm cũng không còn vẻ phong độ nhẹ nhàng như xưa. Trong 12 canh giờ mỗi ngày, có 10 canh giờ mặt hắn dính đầy vết bẩn, trên tay đều dính máu tươi. Chiến sự ngày càng căng thẳng, thương binh ngày càng nhiều, quân y không đủ để điều trị. Nhưng ở đây, hắn là người giỏi nhất và cũng là người khiến mọi người an tâm nhất. Nhưng giờ đây, chỉ có Lâm Song Hạc tự biết trong lòng mình lo lắng đến mức nào. Yến Hạ không để ý đến hắn, chỉ nhíu chặt lông mày kiểm kê chiến quả đêm qua. Đêm qua, Yến ra quân đại thắng người ô thác, giết một vạn địch, thu được hơn ngàn tuấn mã, đủ để khiến người ta ăn mừng. Yến Nam Quang, người có nghe ta nói không? Lâm song hạc vội vàng kêu lên. Ta nghe rồi. Yến Hạ không kiên nhẫn trả lời. Vậy ngươi có biết không, ngươi đang rất nguy hiểm. Lâm song hạc hạ giọng. Ngươi sẽ mất mạng. Ngày đó, Yến hạ ra tay, cứu một cặp mẹ con khỏi tay người ô thác, nhưng lại bị kẻ địch bắn lén từ trong bóng tối. Dù không trúng chỗ yếu nhưng mũi tên đâm trúng cánh tay, và trên mũi tên có thoa độc dược. Lâm song hạc không giải được loại độc đó. Trên chiến trường, không có dược liệu để hắn có thể từ từ nghiên cứu chế tạo giải dược. Độc ngày càng lan rộng, nếu không nhanh chóng tìm được giải dược, Yến hạ sẽ chết. Nhưng những ngày qua, hắn liên tục chém giết, chiến tranh, vết thương độc ngày càng lan rộng và sâu hơn, khiến Lâm Song Hạc kinh hoàng. Nếu Yến Hạ có thể tạm dừng chiến sự, độc sẽ phát tác chậm lại, có lẽ hắn có thể chống đỡ lâu hơn, nhưng nếu tiếp tục thế này, có lẽ hắn sẽ không kịp trở về Sóc Kinh. "Ngươi đã nghiên cứu ra giải dược chưa?" Yến Hạ nhíu mày hỏi. Lâm Song Hạc giật mình, chán nản trả lời, "Chưa có, dù sao cũng sẽ chết." ngươi cần gì phải lo nhiều như vậy? Yến Hạ thản nhiên nói, hắn trông không có chút gì quan tâm, như thể nói về mạng sống của người khác. Thậm chí không cảm thấy lo lắng, Lâm Song Hạc hỏi. Ngươi thật sự muốn tiếp tục thế này, Lâm Song Hạc, đây là chiến trường. Yến Hạ nghiêm nghị nói. Gần đây chúng ta liên tục chiến thắng, sĩ khí của người ô thác đang suy giảm. Nếu tiếp tục, rất nhanh chúng ta có thể đoạt lại quận cát. Thời điểm này, phải rèn sắt khi còn nóng, nếu không thừa dịp sĩ khí đang lên để chiếm thành, sau này muốn có cơ hội này rất khó. Trên chiến trường, không có thời gian để nghỉ ngơi. Lâm song hạc nhắm mắt lại, hắn biết Yến Hạ nói đúng và đó là sự thật, nhưng với tư cách là thầy thuốc, hắn hiểu rằng nếu tiếp tục như vậy, chút hy vọng sống còn lại sẽ biến mất hoàn toàn. Ngươi phải biết, hắn khó khăn mở lời. Nếu tiếp tục thế này, không nghỉ ngơi, nhiều nhất. Ba tháng, ba tháng, Yến Hạ nói. Vậy thì trong vòng 3 tháng, phải đánh xong trận chiến này. Đến giờ, trong tâm hắn chỉ nghĩ đến kết quả của trận chiến này. Lâm song hạc không chịu nổi mà nói. Dù ngươi không quan tâm đến bản thân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến thừa tú. Yến Nam Quang, con của ngươi vẫn đang chờ ngươi trở về. Ngón tay Yến hạ khẽ run lên, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản, hắn nói. Nếu ngươi biết, hãy mau đi nghiên cứu chế tạo giải dược cho ta. Nếu không, ngươi đến đây có ích gì. Ngươi đã là thần y, chẳng lẽ chỉ biết chữa bệnh cho nữ tử, không biết chữa bệnh cho nam tử sao? Nếu là bình thường, khi nghe nghi vấn về y thuật của mình, Lâm Song Hạc tất nhiên muốn lên lý luận một phen. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nhìn Yến Hạ, trong lòng bỗng hiểu rằng, dù người trước mặt biết mình chỉ còn một ngày sống, cũng sẽ dùng ngày cuối cùng này để làm một chủ tướng tốt. Trên chiến trường, hắn không phải là chồng của Hạ Thừa Tú, cũng không phải là cha của Yến Mộ Hạ, hắn là thủ lĩnh Yến Gia Quân, đại ngụy tướng quân, chỉ thế thôi. Ta đã biết. Lâm song hạc nhìn hắn thật sâu. Ta sẽ cố gắng hết sức. Hắn quay người đi ra ngoài, Yến Hạ ngước mắt nhìn theo bóng lưng lâm song hạc, bỗng nhiên huệ ra một ngụm máu đen. Độc dược không chỉ làm tính mạng hắn trôi qua, mà còn khiến hắn chịu đủ mọi thống khổ, nhưng điều này không thể để lộ trước mặt người khác. Yến gia quân cần một người đáng tin cậy, trước khi đánh xong trận này, hắn không thể ngã xuống. Yến Hà tiện tay kéo một chiếc khăn vải bên cạnh, lau sạch vết máu ở khóe môi, tán đi vẻ đau đớn, ánh mắt một lần nữa dán vào bức tranh binh phòng trước mắt. Ba tháng, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong học quán, trong hồ nước xanh biếc, lá sen bắt đầu nở những đóa hoa màu hồng, chuồn chuồn lướt qua mặt nước, tạo ra những đường gợn sóng nhạt nhòa. Sau tiết lập hạ, ban ngày dài hơn, gió cũng mang theo hơi ấm của ánh nắng. Buổi chiều trong học quán, mặt trời ấm áp, các thiếu niên ngồi ngủ gà ngủ gật, thời gian tươi đẹp luôn kéo dài. Có người từ ngoài chạy vào, mang theo niềm vui sướng, nhảy lên bàn, nói. Tin tốt, tin tốt, Vũ An Hầu Hòa Đại Nhân dẫn đầu phủ Việt quân, đoạt lại cửu xuyên, đại bại quân ô thác rồi. Buổi chiều vốn một ngạt, chỉ một thoáng bị tin tức này đánh thức. Thật sao, đoạt lại cửu xuyên nhanh như vậy sao? Thật đấy, bên ngoài đều truyền nhau, ta vừa từ bên ngoài trở về, Vũ An Hầu thật là lợi hại, tứ đại tướng quân chia quân xuất binh, chính nữ tử cầm đầu phủ Việt quân đã chiếm thành trước. Nữ tử thì sao? Trước kia thủ lĩnh phủ Việt quân Phi Hồng tướng quân cũng là nữ tử mà. Ta thấy Vũ An Hầu cũng là nữ anh hùng, biết đâu khi trở về kinh thành, hoàng thượng sẽ phong đại quan, sau này là võ an tướng quân. Trong góc học quán, một thiếu niên ngồi với ánh mắt mơ màng, nghe tin tức này vẫn có chút không thể tin được. Hỏa Yên thắng đã đoạt lại cửu xuyên. Đang suy nghĩ, một đám người xông tới. Hòa vân sinh, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy đã lập công. Ta thấy hòa gia nhà ngươi sau này sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Ai ai ai, hòa huynh, hòa huynh, từ hôm nay, chúng ta là huynh đệ tốt, sau này ngươi phát đạt, đừng quên diều dắt tiểu đệ này. Phì, các ngươi trước đây còn nói sau lưng hòa đại nhân chỉ là dựa vào ánh sáng của tiêu đô đốc, bản thân không có tài cán gì, giờ thì mọi người đều bị vả mặt rồi. Hòa Đại Nhân lần này đi cửu xuyên, dẫn quân đơn độc, tin chiến thắng về còn trước cả Yến tướng quân, Tiêu Đô Đốc và Hổ Uy tướng quân, có thể thấy người ta thật sự có bản lĩnh. Đúng đúng đúng, thật sự có bản lĩnh, ta đúng là có mắt như mù, Vân Sinh Huynh, Vân Sinh Huynh. Hòa Vân Sinh bị vây quanh, không bị những lời lấy lòng của bạn học làm choáng váng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Hòa Yến thắng, cô ấy bình an. Thiếu niên nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ, coi như cô ấy đã tuân thủ ước định trong tiêu phủ cây thạch lựu vào mùa hè trở thành nơi che bóng mát nhất hoàng chó nằm dưới tán cây uể oải nheo mắt thanh mai thêm nước vào rãnh nước cho nó lau mồ hôi trên trán đang định trở về phòng thì từ bên ngoài một hình bóng nhảy vào giọng vui sướng thanh mai tỉ tỉ thanh mai tỉ tỉ thanh mai giật mình thấy bạch quả chạy tới như cơn gió vội đỡ lấy cô chuyện gì sao lại cao hứng như vậy ta vừa đi ngoài về, nghe người ta nói nhị thiếu phu nhân đánh thắng trận, dẫn phủ Việt quân đoạt lại cửu xuyên. Thanh Mai tỷ tỷ, nhị thiếu phu nhân lập công. Nhị Mao cũng bị sự phấn khích của bạch quả lây nhiễm, nhảy dựng lên quấn quanh bạch quả hai vòng. Bạch Mộ Vi được tiểu tỷ đỡ đi tới, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc. Thật sao, thật mà. Bạch quả phấn khởi nói. Nói nhị thiếu phu nhân thật lợi hại, dù lần đầu dẫn binh, nhưng đã nhanh chóng đánh thắng trận, đoạt lại cửu xuyên. Nô tỳ nghe người ta nói, khi nhị thiếu phu nhân trở về, hoàng thượng chắc chắn sẽ thưởng lớn. Quý phủ chúng ta biết đâu lại có thêm một vị tướng quân. Bạch Mộ Vi bị nàng làm cho cười, sẵn giọng. Ngươi chỉ biết nói chuyện. Rồi lắc đầu cười. Lập công hay thường không quan trọng, chỉ cần a hòa bình an vô sự, mọi người đã rất vui rồi. Bây giờ bụng dưới của nàng đã dần nhô lên, nhưng biên giới lại có chiến sự, tiêu như bích mỗi ngày đều bận rộn. Khi ở một mình. Bạch Mộ Vi không khỏi lo lắng cho Tiêu Giác và Hòa Yến. Nếu hai người họ ở cùng một nơi thì còn tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau, nhưng lại ở hai nơi khác nhau. Tiêu Giác còn tốt, luôn lên chiến trường, quân Nam Phủ lại do Tiêu Trọng Vũ dẫn dắt từ trước, Hòa Yến thì khác. Lần đầu dẫn binh, Phủ Việt quân chưa chắc ai cũng phục, cô lại là nữ tử, luôn có nhiều bất tiện, Bạch Mộ Vi lo lắng đến nát lòng, giờ cuối cùng có thể tạm thời thờ phào. Ta nghĩ không lâu nữa, Hòa Thúc cũng sẽ trở về. Bạch Mộ Vi cười nói. Nếu biết tin A Hòa đánh thắng trận, hắn nhất định sẽ rất vui. Từ khi Hòa Yến và Tiêu Giác rời kinh, Bạch Mộ Vi và Tiêu Cảnh thường xuyên đến thăm Hòa Tuy. Tiêu Giác đã mua cho họ một ngôi nhà gần Tiêu Gia, chỉ cách một con đường, rất thuận tiện. Bạch Mộ Vi nghĩ, nàng là chị dâu mà còn lo lắng như vậy, Hòa Tuy là cha ruột chắc chắn còn lo lắng hơn. Hòa Vân Sinh là thiếu niên 17-18 tuổi, không thân mật bằng nữ nhi, tiêu trọng vũ phu thê mất sớm, hòa tuy là cha của hòa yến, cũng là cha của họ rồi. Vì vậy, hai vợ chồng thường xuyên đến thăm hòa tuy, trò chuyện để an ủi, quan hệ thông gia này làm cho gia đình thêm hòa thuận. Đại thiếu gia cũng sắp trở về rồi. Bạch quả díu dít nói. Phu nhân, hôm nay là việc vui, nô tỳ sẽ để phòng bếp nhỏ làm chút thức ăn ngon, tạm thời coi như là ăn mừng. Được. Bạch mộ vi cười nói. Thanh mai, ngươi cũng đi một chuyến đến hòa gia, Buổi tối mời Hòa Thúc và Vân Sinh đến dùng cơm. Thanh Mai nghe vậy, nở một nụ cười rạng rỡ. "Tốt, nô tỳ sẽ đi ngay." Trong cung, tại Ngự thư phòng, Triều Khang đế nhìn sổ sách trước mặt, không nhịn được mà nở một nụ cười vui mừng. Từ khi đăng cơ đến nay, đây có lẽ là chuyện đáng vui mừng nhất. Nội thị thấy thần sắc vui mừng trên mặt đế vương, thận trọng nói: "Thái hậu nương nương sáng sớm đã đến, bệ hạ lúc đó đang bận chính sự, giờ trời đã tối." Triều Khang đế đứng dậy, nói: Chấm đi thăm Mẫu hậu một chút." Trong Thanh Lan cung, Lan Quý phi, hiện giờ là Thái hậu Nương nương, đang tựa trên giường mềm đọc sách. Dù đã là Thái hậu cao quý, nhưng nàng chưa rời xa cung điện, mọi việc vẫn như trước kia. "Mẫu hậu." Triều Khang đế đến gần, gọi nàng. Thái hậu đặt cuốn sách xuống, nhìn người trước mặt, mỉm cười. "Hoàng thượng hôm nay trông rất vui, có phải vì tin chiến thắng ở Cửu Xuyên không?" Trước mặt mẫu thân Chiêu Khang Đế cuối cùng cũng thoải mái rõ rệt, cười nói. Tự nhiên, chấm không ngờ Vũ An Hầu lại dũng mãnh như vậy, còn vượt qua cả Yến Hạ và Tiêu Hoài Cần, chiếm thành trước. Trước kia dù trao binh quyền cho Hỏa Yến, nhưng phần lớn là vì tiêu giác. Đối với năng lực của Hỏa Yến, hắn chỉ nghe người ta nói, nhưng không biết bản lĩnh dẫn binh của nàng thế nào. Bây giờ, tin chiến thắng làm hắn yên lòng, nữ tử này còn xuất sắc hơn hắn tưởng. Trước đây Hoàng thượng xem thường nàng, cũng không tin Vũ An Hầu có thể rong ruổi trên chiến trường. Thái Hậu hiểu, Triều Khang Đế có chút thẹn thùng. Chấm không nghĩ trên đời còn có nữ tử thứ hai như Phi Hồng Tướng Quân. Trước đây, Phi Hồng Tướng Quân là nhân tài ngàn dặm mới tìm được, sự mất mát của bà khiến người ta tiếc nuối. Bây giờ, lại xuất hiện một phúc tướng như vậy, ai có thể không nói đây là trời phù hộ đại ngụy. Ai ra đã sớm nói với người rồi. Thái Hậu khẽ nói. Không nên xem thường nữ tử, đại ngụy có hàng ngàn hàng vạn nữ tử, không biết chừng còn có nữ tử thứ ba, thứ tư như phi hồng tướng quân. Mẫu hậu dạy phải, Vũ An Hầu là người tâm tư thuần khiết, chính trực, là lương thần có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hoàng thượng đã gặp, nhất định phải hào hào chiêu mộ. Lần này nàng đoạt lại cửu xuyên, lập đại công, hòa ra lại không có bối cảnh, hoàng thượng có thể nghĩ kỹ, nên ban thưởng Vũ An Hầu như thế nào. Chiều Khang Đế nghe vậy, cười nói. Cái này, mẫu hậu không cần lo lắng. Chấm đã nghĩ kỹ, đợi nàng hồi chiều, chấm sẽ ban thưởng phong nàng là võ tướng chân chính, để từ nay đại ngụy sử sách đều ghi lại tên nàng. Giống như phi hồng tướng quân trước đây. mươi 264, Đại Kết cục 4. Sau lập hạ là tiết tiểu mãn, tiểu mãn vừa qua, thời tiết ngày càng nóng bức, sắp đến Tết đoan ngọ. Tiết tiểu mãn rơi vào ngày 20, 21, hoặc 22 tháng 5, Vũ An Hầu dẫn đầu quân phủ Việt chiếm lại cửu xuyên, tin chiến thắng liên tục đến, 10 vạn quân ô thác bị đánh tan, tàn quân chạy về hướng Tây, bị quân phủ Việt tiêu diệt hoàn toàn. Đến lúc này, Hỏa Yến đã dẫn quân gần 3 tháng, quyết chiến hoang mạc và thu phục cửu xuyên. Người dân cửu xuyên hàng ngày gieo hò, chúc mừng chiến thắng không dễ dàng. Trong quân phủ Việt, không ai dám xem thường nữ hầu trẻ tuổi này. Nàng đã chứng minh được bản thân bằng những chiến thắng, thể hiện sự anh dũng và trí tuệ của mình. Hỏa Yến ngồi trong phòng, kiểm tra chiến quả, sau trận đại thắng cuối cùng, số tù binh và chiến lợi phẩm cũng không ít. Phó tướng từ ngoài bước vào, cung kính nói. Đại nhân, thành chủ cửu xuyên muốn ngài ở lại, chờ qua Tết đoan ngọ rồi hãy rời đi. Quân ô thác ở cửu xuyên không còn cơ hội phản công. Ban đầu, sau khi xử lý và kiểm kê xong mọi việc, nàng dự định trở về kinh ngay lập tức. Tuy nhiên, có lẽ vì cảm kích quân phủ Việt đã giúp họ đuổi quân ô thác, dân chúng đều hy vọng họ có thể ở lại thêm một thời gian. Đặc biệt là nữ tướng quân ấy, trên chiến trường, nàng uy phong lẫm liệt, khiến người ta sợ hãi, nhưng đối với dân thường, nàng lại vô cùng kiên nhẫn và hòa nhã. Hỏa Yến hỏi, "Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Đoan Ngọ?" "Còn 5 ngày nữa." Phó tướng trả lời, Hỏa Yến im lặng một lúc, rồi nói, "Được, qua Tết Đoan Ngọ một cái, chúng ta sẽ lên đường ngay." Người dân vừa trải qua chiến tranh loạn lạc, cần một chút hy vọng. Ở lại có lẽ sẽ giúp họ tìm thấy sức mạnh từ bên trong để đối mặt với tương lai cần phải bắt đầu lại từ đầu. Ngoài việc chiến đấu, những gì nàng có thể làm cho người dân nơi đây cũng chỉ là những điều này. Trong phòng trống trơn, khi quân ô thác chiếm đóng cửu xuyên, chúng đã cướp bóc, đốt phá khắp nơi, bất cứ thứ gì quý giá đều bị lấy đi hoặc thiêu hủy, ngay cả căn phòng nàng đang ở cũng bị cháy mất một nửa bức tường. Hỏa Yến nhìn tấm bản đồ trên bàn, không thể kìm được tiếng thở dài cuối cùng cũng đã chiếm lại được cửu xuyên. Vân Truy và quận Cát chưa có tin tức gì, nhưng phía tịnh Giang đã có tin tốt lành. Chiếm lại cửu xuyên nhanh chóng như vậy, phần lớn là nhờ kinh nghiệm bình định loạn Tây Khương trước đây của nàng. Địa hình của huyện Mạc và cửu xuyên tương tự nhau, quân phủ Việt cũng từng hành quân qua huyện Mạc, giúp nàng chiếm lấy cửu xuyên thuận lợi. Không biết tình hình của Yến Hạ và tiêu giác bên đó bây giờ ra sao? Khi nàng đang suy nghĩ, có người từ bên ngoài bước vào, chính là Vương Bá. Vương bá lấy từ trong ngực ra một phong thư và nói. Quận cắt vừa gửi tin đến. Các huynh đệ lần lượt hy sinh trong chiến trận, vương bá giờ đây trầm tĩnh hơn nhiều, không còn dáng vẻ bá đạo phách lối như lúc ở vệ lương châu nữa. Hỏa Yến nhận lấy bức thư, vội vàng mở ra ngay. Lần trước khi quận cắt gửi thư, chỉ biết rằng dịch bệnh không có dấu hiệu khả quan, lâu như vậy trôi qua, không biết tình hình hiện tại ra sao. Thư không dài, chỉ vài dòng ngắn gọn, Hỏa Yến đọc xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thấy sắc mặt nàng khác lạ, vương bá hỏi. Sao rồi, là bọn ô thác khó đối phó hả? Hỏa Yến lắc đầu. Yến Hạ gặp chuyện rồi. Thư do Yến Hạ viết, tuy chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng từng câu chữ khiến Hỏa Yến run sợ. Mấy tháng qua, quận Cát và quân ô thác giao tranh rất căng thẳng, tình hình chung là ổn, chỉ có Yến Hạ gặp chuyện. Trong thư nói Yến Hạ trúng độc của quân ô thác, không có thuốc giải. Nghe tin cửu xuyên đã bị chiếm lại vân truy tịnh giang và quận cát không cùng hướng chỉ có cửu xuyên gần nhất yến hạ nói e rằng thời gian không còn nhiều lo rằng sau khi mình đi sẽ không có ai dẫn binh nên mời hỏa yến đến giúp cuối thư hắn còn có tâm trạng đùa vài câu nhắc lại lần trước hỏa yến cầu viện tại nhuận đô hắn đã dẫn binh đến lần này coi như đáp lại ân tình giải vây ở nhuận đô dù có tâm trạng đùa giỡn hỏa yến vẫn hiểu rằng tình hình không tốt cần biết rằng lâm song hạc đã cùng yến hạ đến quận cát nếu là loại độc thông thường tại sao lâm song hạc lại không thể giải được yến hạ nói trong thư rằng thời gian không còn nhiều nàng đột nhiên đứng dậy vương bá hỏi ngài định làm gì truyền lệnh xuống ta không thể chờ đến sau tết đoan ngọ hôm nay chuẩn bị quân bị ngày mai lên đường đến quận cát trong ngày hè có cây xanh tươi sau một đêm mưa bùn đất bốc lên mùi ẩm ướt bên bờ sông một người đàn ông mặc áo vải đang nhìn nát dược thảo trước mặt cẩn thận trộn các loại dược thảo lại với nhau một binh sĩ đi ngang qua tốt bụng khuyên lâm đại phu này bận rộn suốt đêm rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi lâm song hạc ngừng đầu khuôn mặt râu ri ơ xồm xoàm thân sắc tiêu tủy vì bận rộn suốt đêm ánh mắt đầy tia máu nhìn qua khiến người ta khiếp sợ hắn ngừng đầu dường như bị ánh nắng trói mắt phải nheo lại sau một lúc lâu mới lắc đầu, giọng khàn khàn nói. Không. Binh lính tuần tra cảm thấy kỳ lạ, không biết chuyện gì xảy ra với Lâm Đại Phu, mấy ngày trước đã không biết ngày đêm đào sức tìm dược thảo. Theo lý thuyết, dịch bệnh đã được khống chế, hắn không cần phải vất vả như vậy, nhưng hắn vẫn hối hả, không biết vì lý do gì. Tuy nhiên, Lâm song hạc không nghe, binh lính cũng không biết làm gì hơn, chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Lâm song hạc cúi đầu nhìn vào hũ dược thảo đã gần hai tháng trôi qua, hắn chưa nghiên cứu ra giải dược, tệ hơn là chất độc trong người Yến Hạ ngày càng thấm sâu, đã bắt đầu ho ra máu. Những dược thảo hắn tìm được chỉ có thể tạm thời giúp Yến Hạ trông không quá tiêu tụy, để quân Yến ra không phát hiện ra. Vết thương đó, chất độc đã thấm vào ngũ tạng lục phủ, lâm song hạc biết rõ, thời gian của Yến Hạ không còn nhiều. Hắn bận rộn ngày đêm chỉ mong tìm ra phương pháp, nhưng vô ích, dù cố gắng thế nào, Độc trong người Yến Hạ vẫn không thuyên giảm. Hắn buộc phải thừa nhận bản thân bất lực. Trước đây ở Sóc Kinh, dù mang danh Bạch Y Thánh thủ, hắn chủ yếu trị liệu cho phụ nữ, đa phần là những bệnh lý phức tạp nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Con người, sống chết là chuyện bình thường, chỉ cần còn sống, không thể coi là tuyệt vọng, nhưng bây giờ, hắn phải chứng kiến bạn bè mình ngày một gần tới cái chết, mà bản thân là một đại phu, lại hoàn toàn bất lực lâm xong hạ cúi đầu giã dược thảo miệng lẩm bẩm phải nhanh hơn nữa nhanh hơn nữa dược thảo trong hũ bị giã bởi chai sắt chất lỏng bắn ra văng lên mặt hắn tỏa mùi đắng chát giã đi giã lại cảm giác bất lực và bi ai cuốn lấy hắn khiến hắn dừng tay mắt đỏ lên chưa bao giờ hắn khao khát như lúc này mong y thuật của mình tiến bộ hơn chỉ cần thêm một chút thôi là có thể cứu yến hạ thay vì như hiện tại làm những việc đau khổ vô nghĩa nhưng những người xung quanh không biết, mỗi lần chủ tướng của họ chiến đấu, đều phải trả giá bằng tính mạng. Lâm song hạc đứng dậy, rửa tay ở bờ sông, rồi dừng lại một lúc, bước về phía doanh trại của Yến Hạ. Một tiếng ho khan kìm nén vang lên, lâm song hạc vội sốc màn lên, thấy Yến Hạ đang lau vết máu ở khóe môi. Ngươi! Hắn kêu lên kinh hãi. Nói nhỏ thôi. Yến Hạ lắc đầu. Đừng để người khác thấy. Lâm song hạc buông màn liều xuống, bước nhanh đến bắt lấy cổ tay Yến Hạ để bắt mạch. Yến Hạ yên lặng để hắn làm, một lát sau, Lâm Song Hạc buông tay, môi run rẩy nhìn Yến Hạ. Yến Hạ hỏi, "Ta còn bao lâu?" Lâm Song Hạc không trả lời. "Vậy xem ra, chỉ còn mấy ngày nữa thôi." Yến Hạ cười, nụ cười có chút không cam lòng, hoặc có lẽ thoải mái. Tính toán thời gian ta gửi tin cho Hòa Yến, đoán chừng mấy ngày nữa, nàng sẽ đến. Thời gian vừa đúng, không biết ta có kịp gặp nàng một lần không không lâm song hạc vô thức nói ta vẫn có thể làm ra giải dược chờ ta ta nhất định làm được hơn nữa bọn ô thác chắc chắn có giải dược chỉ cần tìm được bọn chúng chắc chắn sẽ lấy được giải dược ngươi thật đúng là ngu xuẩn như trước đây dù không đánh trận ngươi cũng nên có chút đầu óc yến hạ khinh thường nói bọn ô thác tận mắt thấy ta bị chúng tên khó khăn lắm mới trừ được ta sao lại giao ra giải dược tin hay không dù bây giờ ta bắt được chủ tướng của chúng dùng mạng của chúng để trao đổi chúng cũng sẽ không giao ra giải dược chỉ có một cách duy nhất nếu ta chịu đầu hàng và làm việc cho chúng có lẽ có thể may mắn sống sót nhưng điều này con cháu yến ra không bao giờ làm một quy đức trung lang tướng yến hạ cười dù bọn chúng thua trận này cũng không thiệt thòi gì còn ngươi yến hạ nhíu mày nhìn hắn nếu ngươi có thể làm ra giải dược đã không phải chờ đến bây giờ thôi ngươi chỉ là một đại phu không phải diêm vương sao có thể quyết định sinh tử của người khác. Cũng không cần tự trách mình quá, cái mạng nhỏ của ngươi hãy giữ lại chờ Vũ An Hầu đến cứu đi. Sắc mặt lâm song hạc đau khổ, hắn và Yến Hạ dù hay lời qua tiếng lại, không ưa nhau, nhưng rốt cuộc là đồng môn lớn lên cùng nhau. Dù hắn ghét tính tự đại và hiếu chiến của Yến Hạ, và Yến Hạ cũng khinh thường hắn không chịu học hỏi, nhưng nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn được xem là... Bằng hiếu, ngươi không cần làm mặt buồn phiền. Yến Hạ nhìn thấy vẻ mặt hắn, như muốn nôn. Các ngươi làm đại phu, không phải thường thấy sinh tử sao, sao còn không thể xua đuổi ý nghĩ đó đi. Ngươi khó chịu cái gì, mấy chục năm nữa ngươi cũng sẽ xuống dưới đây bồi ta. Ta chỉ đi trước để gặp vị nữ đồng môn giả nam trang kia thôi. Đến lúc này mà hắn còn nghĩ đến việc tỉ thí, lâm song Hà không nhịn được cười, nhưng cười xong lại càng cảm thấy bi thương, im lặng một lúc, hắn hỏi. Ngươi không nghĩ đến sau này, chị dâu và mộ hạ sẽ ra sao à khuôn mặt yến hạ vốn dĩ vô tư lự bỗng chốc cứng lại hắn nhớ tới người phụ nữ luôn mỉm cười dịu dàng trước khi đi vẫn tha thiết chờ đợi hắn nàng quan tâm như vậy biết tin này nàng chắc chắn sẽ khóc chắc chắn sẽ rất đau khổ yến hạ đột nhiên cũng thấy khó chịu ngực như bị chặn bởi một đám bông ướt khiến người ta ngạt thở mãi lâu sau hắn mới chậm rãi nói trước khi ta đi đã hứa với thừa tú sẽ cố gắng trở về gặp Mộ Hạ lần đầu tiên. Nhưng xem ra ta phải nuốt lời." Hắn cúi đầu tự giễu cười. Thừa Tú ghét nhất những người nói không giữ lời, nếu ta không trở về, nàng chắc chắn sẽ tức giận. "Lâm Song Hạc, nếu ngươi gặp lại nàng, làm ơn giải thích rõ, ta không cố ý. Tính tình ta không tốt, bên ngoài mọi người kính trọng ta, ta biết, nhưng thực tế đều không thích ta, giống như ngươi, Tiêu Hoài Cẩn, Hoa Yến, ta làm bạn không tốt, nhưng làm phu quân cũng không tệ." ta vốn định không ngừng cố gắng, trở thành người cha tốt nhất ở Sóc Kinh, nhưng... Giọng hắn rất thấp, không có cơ hội. Lâm song hạc muốn nói gì đó, nhưng há hốc miệng, lại không biết nói gì. Ta ban đầu nghĩ, nếu thừa tú sinh con gái, sẽ đặt tên là mộ hạ, nếu là con trai, sẽ đặt là lương tương. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu là con trai, cũng có thể gọi là mộ hạ. Ta từng nghĩ sẽ nhìn thấy nàng lớn lên, đợi nàng lớn hơn chút, sẽ dạy nàng rằng tướng giỏi không sợ chết để sống hèn, liệt sĩ không hủy lễ để cầu sinh. Giờ đây không thể được, nhưng ta cảm thấy không có gì tốt hơn điều này để dạy nàng. Sau này khi nàng lớn lên, biết rằng cha nàng đã chiến tử trên sa trường, không cần ta dạy, nàng sẽ tự hiểu. Khi hắn nói về mộ hạ chưa ra đời, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên dịu dàng, quyến luyến và ân cần. Lâm Song Hạc nhắm mắt lại, những lời chăn chối này như vô số mũi kim sắc bén đâm vào lòng hắn. Ngươi không cần thương cảm hay đau lòng vì ta, tướng quân chết trên chiến trường, đó là kết cục tốt nhất. Ta tuy có tiếc nuối, nhưng không hối hận. Yến Hạ đứng dậy, bước ra khỏi doanh trướng, nhìn về phía xa, hướng về cổng thành. Mỗi người lên chiến trường, đều đã sẵn sàng chết tại đây. Còn mấy ngày nữa, hắn nói, tiếp tục đi, nhìn về phía trước. Khi Hỏa Yến đến quận Cát, nàng thấy một lâm song hạc hoàn toàn khác với trước đây. Người luôn mặc áo bào trắng, cầm quạt xếp, lúc nào cũng phong độ nhẹ nhàng, nay tiểu tụy không thành người. Quần áo hắn dính đầy máu và bùn, mặt như lâu ngày chưa rửa, dâu ria xồm xoàm, vẻ chán trường khiến hỏa yến khó mà nhận ra. Lâm huynh, nàng nhảy xuống ngựa, tiến lên hỏi thăm. Người đã đến. Trong ánh mắt ảm đạm của lâm song hạc, cuối cùng xuất hiện một chút tức giận, hắn lúng túng nói ngươi đến xem Yến Hạ à. Yến Hạ đã chết trên chiến trường, hắn chúng loại độc khó giải, biết rõ hoạt động mạnh sẽ làm độc lan nhanh hơn, nhưng vì chiến sự không dừng lại, như ngọn nến sắp tàn, hắn liều mạng chiến đấu, cuối cùng tự mình cháy hết. Trước khi chết, hắn vừa mới chiến thắng một trận, tướng quân trẻ tuổi nằm trong trướng, vết bẩn trên mặt đã được lau sạch, tóc bồ cao như thời thiếu niên, cây ngân thương đặt bên người, lờ mờ thấy được dáng vẻ hăng hái ngày xưa. Nhưng khi hỏa yến bước qua, hắn không bao giờ còn hoành tráng kiêu ngạo gọi nàng tỷ thi nữa hắn biết mình không còn nhiều thời gian trước khi đi đã dặn ta giao những thứ này cho ngươi lâm xong hạt đưa hộp cho hỏa yến hỏa yến mở ra xem bên trong là các văn thư đã viết xong yến hạ đã kiểm kê rõ ràng toàn bộ tình hình chiến đấu và quân mã ở quận cát viết ra để khi hỏa yến đến sẽ không bị bỡ ngỡ hắn làm mọi việc rất chu đáo ngay cả trong giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn tâm niệm về trận chiến này tình hình quận cát thế nào hỏa yến hỏi lâm song hạc lắc đầu giọng châm thấp sau khi yến hạ đi sĩ si khí yến ra quân đại loạn quân ô thắc thừa dịp tấn công hai lần yến ra quân không có yến hạ như một đoàn rời rạc quân lính tan giá hỏa yến nói không phải yến ra quân sai ban đầu vị trí quận cát vốn dễ thủ khó công bọn chúng chiếm được địa hình thuận lợi yến hạ muốn công thành vốn đã khó càng thêm khó huống hồ còn phải dùng thủ đoạn hèn hạ như thế Vậy bây giờ, bây giờ ta muốn gặp phó tướng của Yến gia quân, để bàn bạc tiếp. Hỏa Yến trả lời, Lâm Song Hạc lặng lẽ gật đầu. Hỏa Yến xoay người định đi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Song Hạc. Lâm Huynh. Nàng giọng bình tĩnh, ánh mắt như có lực an ủi lòng người. Không cứu được Yến Hạ, không phải lỗi của ngươi. Một câu nói, khiến Lâm Song Hạc mấy ngày nay tự trách và áy náy, cuối cùng cũng được chút xuống. Không giọng hắn run rẩy lần đầu tiên trước mặt hỏa yến lộ ra vẻ yếu đuối là ta không tìm được giải dược sau khi yến hạ đi các thuộc hạ mới biết hắn trúng kịch độc họ trách cứ hắn người được gọi là thần y lại không tìm được giải dược không cứu được tướng quân của họ vô số lời chỉ trích và giận dữ không ngừng vang lên bên tai hắn thậm chí ban đêm lâm song hạc cũng thức dậy từ những cơn ác mộng người phụ nữ khoác giáp đỏ nhìn hắn giọng ấm áp nói ngươi là đại phu không phải thần tiên, ngươi chỉ có thể trị bệnh cứu người, không thể quyết định sinh tử. Yến Hạ chúng độc tiến của quân ô thác, nếu muốn báo thù cho hắn, phải thắng trận chiến này. Ngươi phải tỉnh lại, Lâm Đại Phu. Nàng thay đổi cách xưng hô. Ta cần ngươi trợ giúp, quận cắt cần ngươi. Trong doanh trại, phó tướng của Yến Hạ, Trần Trình kêu lên. Ngươi nói cái gì, đầu hàng, là giả ý đầu hàng. Hỏa Yến nói. Quân ô thác chắc chắn đã biết Yến tướng quân không có ở đây, Yến gia quân mất người chỉ huy, mấy ngày nay chắc chắn sẽ bị truy kích. Thay vì bị kiềm chế mãi, giả vờ đầu hàng sẽ tốt hơn. Khi chúng ta vào thành, quân phủ Việt và Yến gia quân sẽ áp trận từ phía sau, thừa dịp loạn mà công phá cổng thành. Khi tướng quân còn sống, chúng ta luôn đối đầu trực diện với quân ô thác, Yến gia từ trước đến nay không bao giờ đầu hàng, dù chỉ là giả vờ. Trần Trình phản bác ngay, Hỏa Yến không tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn hắn các ngươi ở quận cát lâu như vậy, chắc hẳn rất rõ địa hình nơi này, nếu không công phá được cổng thành, mãi ở ngoài thành chỉ là hao tổn. Yến Hà đã đối đầu trực diện với quân ô thác, thắng không ít lần, giết không ít quân ô thác, nhưng cuối cùng thì sao? Quận cát vẫn bị quân ô thác chiếm, không vào được thành, làm sao thắng trận này? Ngươi biết gì chứ? Trần Trình kích động. Ngươi hoàn toàn không hiểu Yến tướng quân, ngươi và Lâm Song Hạc chỉ là một bọn hữu danh vô thực, chỉ biết làm hỏng việc. Cái chết của Yến Hạ là một đà kích lớn đối với toàn bộ Yến gia quân, họ căm thù lâm song hạc vì không nói rõ sự thật, nhưng hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ tâm của Yến Hạ. Sắc mặt hòa Yến lạnh lùng. Phó tướng quân phủ Việt bên cạnh lên tiếng trách mắng. Hiếu danh vô thực gì chứ? Hòa đại nhân vừa dẫn binh thu phục cửu xuyên, chiến thắng oanh liệt, các ngươi dựa vào cái gì mà xem thường người khác? Yến gia quân chưa từng thấy bản lĩnh của hòa Yến trên chiến trường, nhưng quân phủ Việt thì thấy rõ ràng, nếu Hỏa Yến cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, đại ngụy làm gì còn võ tướng. Danh phù kỳ thực, ta không thương lượng với các ngươi." Hỏa Yến lạnh lùng nói. "Ta ra lệnh cho các ngươi, nếu không nghe, cái quân lệnh sẽ có kết cục gì." Nàng rút trường kiếm bên hông ra, ánh kiếm lạnh như băng. "Đều có thể thử, ngươi." Trần Trình cắn răng nói. "Ngươi mang quân phủ Việt, không phải Yến gia quân, chủ tướng của Yến gia quân chỉ có Yến tướng quân." Ngươi dựa vào gì mà ra lệnh cho chúng ta? Dựa vào việc tướng quân của các ngươi đã giao binh phù cho ta, dựa vào việc tướng quân của các ngươi tự mình chỉ định ta đến dẫn quân xuất binh." Nàng giơ tay lên, binh phù trong tay hiện ra trước mắt mọi người. "Hiện tại." Nữ tử ánh mắt bình tĩnh. "Các ngươi còn có gì nghị gì không?" Với binh phù trong tay, nàng hiện tại có thể hiệu lệnh yến ra quân, dù Trần Trình có 10 vạn lần không muốn, giờ phút này cũng không thể nói gì thêm. Hắn cắn răng nói: không ta biết các ngươi không phục hỏa yến nói nên ta sẽ đích thân dẫn đầu đội quân tiên phong giả ý đầu hàng trần trình sững sờ dẫn đầu vào nội thành là đội quân nguy hiểm nhất như dê vào miệng cọp quân đại ngụy đều ở ngoài thành xung quanh là quân ô thác nếu quân ô thác đột nhiên đổi ý giết người đội quân này sẽ là chịu chết ngươi xác định trần trình nghi ngờ hỏi hỏa yến nhìn hắn không hiểu sao trần trình lại bị cái nhìn này làm mặt nóng lên giọng nữ từ tỉnh táo và bình thản. Xung phong đi đầu là việc mỗi tướng lãnh đều phải làm, không chỉ riêng yến tướng quân của các ngươi. Còn nữa, nàng nói, Lâm Đại Phu chỉ làm theo lệnh của tướng quân các ngươi, nếu các ngươi đổ hết trách nhiệm lên một Đại Phu, mà không hiểu rõ ai mới là kẻ thực sự khiến tướng quân các ngươi mất mạng, thì ta cũng không biết nói gì hơn. Chỉ là, giọng nàng mang chút trào phúng. Nếu tướng quân của các ngươi thấy cảnh này, hẳn là sẽ rất thất vọng với đội quân mà mình đã lập nên. Ta... Trần Trình muốn nói gì thêm, nhưng nữ tử kia đã không còn để ý đến hắn, đi thẳng ra khỏi doanh trướng. Vừa ra khỏi doanh trướng, Hòa Yến sững sờ, lâm song hạc đứng bên ngoài doanh trướng, kinh ngạc nhìn nàng, những gì nàng nói bên trong đều bị hắn nghe thấy. Nghe thấy cũng không sao, vì ban đầu nàng cũng nghĩ như vậy. Cảm ơn ngươi. Sau một lúc im lặng, lâm song hạc chủ động nói, cười khổ. Nhưng ngươi nói giúp ta thế này, ngược lại khiến ngươi bị họ ghét. Ta chỉ nói sự thật thôi. Hỏa Yến nhìn về phía xa. Ngươi đi theo Yến Hạ đến đây, chữa bệnh trị thương cho binh lính suốt trận dịch bệnh, làm sao không phải là nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là... Nàng cười. Ngươi không cần giận họ, họ chỉ quá đau lòng thôi, khi bình tĩnh lại, họ sẽ hiểu. Ta không giận họ. Lâm song hạc hít sâu, chuyển chủ đề. Ta vừa nghe ngươi nói muốn giả ý đầu hàng. Doanh trại của phủ Việt quân cách đây không gần, quân ô thác có lẽ chưa phát hiện ra chúng ta đến, tính trước kỹ càng, giờ đầu hàng, bọn chúng mới dễ tin, và mở cổng thành. Chỉ khi mở cổng thành, chúng ta mới có cơ hội bắt toàn bộ quân ô thác. Đội tiên phong vào thành đầu tiên, có phải rất nguy hiểm không? Gió thổi qua, tóc dài của nữ tử bay nhẹ nhàng. Giọng nàng kiên định, thong dong, không chút do dự. Chiến trường cũng nguy hiểm. Nàng nói. Ta không sợ nguy hiểm. mươi 265, Đại kết cục năm. Vào ngày mùng 1 tháng 6, cuối cùng cửa thành cát quận đã mở. 2.000 binh sĩ đại ngụy dẫn đầu vào thành, cùng với binh sĩ ô thác đầu hàng. Sau khi quy đức trung lang tương yến hạ qua đời, quân đội yến ra như năm bè bảy mảng, đối với các cuộc tấn công của người ô thác, họ không kịp phản ứng. Giờ đây, tàn quân bại tướng đã không còn sự trợ giúp từ bên ngoài, việc đầu hàng chỉ là sớm muộn. Người ô thác cũng không mảy may nghi ngờ, binh sĩ hai bên cửa thành đều mang đao, chế diễu binh sĩ đại ngụy yếu đuối trong đội ngũ binh sĩ đại ngụy hòa yến ẩn mình ở giữa khuôn mặt nàng bị phủ đầy bụi đất không nhận ra dáng vẻ ban đầu hòa lẫn cùng đội ngũ binh mã hai nghìn người này đều do hòa yến tự mình chọn lựa trong đó phần lớn là quân phủ việt chứ không phải quân yến ra. quân phủ việt đã cùng nàng chiến đấu một thời gian rất ăn ý với nhau lần này vào thành rất nguy hiểm không có đường rút lui sau khi yến hạ chết người duy nhất có thể lãnh đạo quân yến ra là phó tướng trần trình cuối con đường tướng lĩnh ô thác xa cắt đặc nhìn trần trình tiến tới cười lớn và nói đại ngụy hèn nhát không gì hơn thế này trần trình cúi đầu hỏi nếu quân ta toàn bộ đầu hàng ô thác liệu có thể tha cho binh sĩ ta một con đường sống không xa cắt đặc với dáng vẻ cường tráng diễu cợt đáp nếu các ngươi đầu hàng ô thác từ nay về sau các ngươi là người ô thác chúng ta sẽ không làm hại người của mình trần trình trả lời vậy thì mời đại nhân sa cát đặc mở cửa thành ra tiếp nhận quân đầu hàng đại ngụy của ta sa cát đặc trong mắt lóe lên tinh quang mở cửa thành ra là chuyện nhỏ nhưng những quân đầu hàng kia phải như các ngươi hắn chỉ vào binh đội dỡ xuống binh khí chói tay lại như vậy mới được cuối cùng hắn vẫn không tin tưởng đại ngụy trần trình nói không thành vấn đề hắn nói xin cho phép ta phái một người trở về báo cáo việc này Sa cát đặc. Được. Trần Trình đến gần một binh sĩ bên cạnh, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu. Binh sĩ đó gật đầu, quay người đi về phía cửa thành, nhưng mới đi được một nửa đường. Một người ô thác bên cạnh đột nhiên dương cung bắn tên, một mũi tên xuyên thủng ngực binh sĩ truyền lệnh đó. Binh sĩ nhỏ thậm chí chưa kịp kêu lên, đã ngã xuống đất, không động đậy. Trần Trình giận tím mặt. Chuyện gì xảy ra, không phải đã nói để hắn trở về truyền lệnh sao? người ô thác cầm cung tên nói với giọng khinh thường. Các ngươi bây giờ đã là tù binh, sao còn dám ra điều kiện với chúng ta? Còn nói nhầm nữa, ta sẽ giết cả ngươi. Sa cát đặc cười nói. Làm gì phải giận dữ, chẳng qua là một binh sĩ bình thường, phải một người khác đi là được mà. Thái độ của họ rõ ràng là cố ý chọc giận binh sĩ đại ngụy, hòa yến thầm nghĩ trong lòng là không tốt, chưa kịp nhắc nhở. Một binh sĩ yến ra đã bất ngờ xông lên phía trước người ô thác, miệng hét sĩ có thể giết không thể nhục liều mạng với bọn họ hòa yến thầm thở dài trong lòng tác phong của tướng lĩnh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ binh sĩ yến hạ dũng mãnh trực tiếp binh lính dưới quyền hắn cũng vậy không thể bị khích tướng lần này mọi chuẩn bị từ trước đều trở nên vô ích nhưng có thể làm gì bây giờ trước mắt binh sĩ đã đối mặt với người ô thác trước khi vào thành họ đã tháo bỏ binh khí giờ chỉ có thể tay không đoạt đao từ tay đối phương thảm khốc và đầy mạo hiểm Hòa Yến đá một cái bay ra ngoài, đánh vào người ô thác trước mặt, trở tay đoạt lấy trường đao trong tay hắn, cao giọng hét. Các huynh đệ, theo ta. Trên chiến trường ngoài thành vân truy, máu chảy khắp nơi, lưỡi mác va vào nhau kêu len keng. Ngoài thành, binh sĩ ô thác bị đánh chạy trôi chết, vô cùng thảm hại. Sát tướng. Vì sao gọi là? Sát tướng, cửu kỳ doanh. Vì sao gọi là? Cửu kỳ doanh, nam phủ binh. Vì sao gọi là? Nam phủ binh cũng bởi vì những ai từng giao đấu với họ phần lớn đều chết trên chiến trường. Những người khác chỉ có thể từ lời kể của những kẻ may mắn thoát chết mới biết được đội quân này vô địch thế nào, nhưng chỉ khi trực tiếp đối mặt trên chiến trường mới hiểu rằng lời đồn thậm chí không bằng một phần mười sự thật. Giữa hàng nghìn binh mã, thanh niên áo giáp đen như sứ giả từ địa ngục trở về thu hoạch mạng sống, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng như lưỡi kiếm của hắn, dung mạo như ngọc, mang đến sát ý vô tận. Và hắn không chiến đấu một mình. Phía sau hắn là đội thiết kỵ, như là lá chắn, lại như là giáo mác của hắn, khiến đội quân này trông không thể bị đánh bại, khiến ai nhìn cũng phải kinh hãi. Đội quân của một người, như sói như hổ, như gió như mưa, như sấm như sét, làm cho trời đất rung chuyển, thiên hạ đều kinh hãi. Đây là trận chiến cực kỳ quan trọng, cũng là trận chiến cuối cùng để chiếm thành, chỉ cần thắng trận này là có thể đoạt lại Vân Truy, những việc còn lại chỉ là dọn dẹp tàn cuộc. Nhưng vì một trận chiến này, Tiêu giác cùng binh lính Nam phủ đã chờ đợi từ lâu. Người ô thác ở Vân Truy không chịu mở cửa thành đối đầu với binh Nam phủ vì e ngại uy danh của binh Nam phủ và cử kỳ doanh muốn tiêu hao lực lượng từ bên trong. Họ có dự trữ trong thành Vân Truy, trong khi quân Đại Ngụy ở ngoài thành lại cạn kiệt lương thực từng ngày. Tiêu giác ngày ngày cho người chịu trách nhiệm thóc gạo từ ngoài thành đi qua, cố ý để người ô thác nhìn thấy. Một hai ngày không sao, nhưng lâu dần người ô thác sẽ sinh nghi, thấy rằng Đại Ngụy có thóc gạo sung túc sĩ khí dồi dào, không khỏi kinh sợ, sĩ khí của họ suy yếu. Nhưng điều này không chỉ có như vậy, trước khi đến Vân Truy, Tiêu Giáp đã an bài những người thợ giỏi trong binh Nam Phủ, sau đó phái binh lính và thợ thủ công trong bóng tối đào hầm thông vào nội thành Vân Truy. Mỗi ngày bắn cung mạnh vào trong thành, quấy rối người ô thác, kéo dài thời gian lâu dần, người ô thác ngày đêm lo sợ, dù thủ lĩnh hạ lệnh không ra khỏi thành, quân tâm cũng đã dao động. Trong cuộc đấu trí giữa các tướng lính, đôi khi chỉ là ai giữ được bình thản hơn, ai mất bình tĩnh trước, người đó sẽ thua. Cuối cùng, tiêu giác đã thành công chiếm lĩnh vân truy bằng kế sách, sáng nay, họ ra khỏi thành giao chiến chính diện với binh Nam Phủ. Sự chuẩn bị lâu dài khiến trận chiến này thắng lợi một cách hợp lý. Hàng vạn quân địch bị bắt làm tù binh, thu được vô số chiến mã và binh khí, phần nhỏ người ô thác hoảng loạn bỏ trốn, không đủ gây lo sợ. Đến bước này, đại cục vân truy đã định binh lính Nam Phủ khó có dịp trong thành gieo hò mừng thắng lợi, từ mùa xuân đến mùa thu, gần nửa năm thời gian, nhìn nhẹ nhàng nhưng chỉ có họ biết thời gian đó khó khăn thế nào. Vân truy gần biển, đêm ẩm ướt, nhiều binh sĩ bị nổi mẩn đỏ trên da, đêm đến ngứa ngáy khó chịu. Quân lương đã sớm thiếu hụt, người ô thác nhìn thấy một gánh gạo trắng, kỳ thật chỉ là một gánh. Cuối cùng cũng có thể về nhà. Một binh sĩ trẻ tuổi Nam Phủ cười nói. Ta đã chán ngấy vân truy này rồi, về kinh thôi. ô đi qua bên cạnh hắn, định giáo huấn vài câu, nhưng đến miệng lại thôi, chỉ nở một nụ cười. Có thể còn sống về nhà, nghe thật là một chuyện khiến người ta vui mừng. Trong doanh trướng, quân y chính đang chủ trì việc chữa thương. Thanh niên áo trong tuột xuống đầu vai, trước ngực quấn vải dày. Hắn là hữu quân đô đốc, tất nhiên là tâm điểm của mũi giáo ô thác, thương tổn nhiều. Chỉ là áo giáp đen che giấu vết thương, không ai thấy hắn đổ máu, nên mọi người luôn nghĩ rằng phong vân tướng quân vốn không bị thương. Đồ đốc mấy ngày nay không nên vận động mạnh. Lão quân y dâu bạc nhắc nhở. Mặc dù tên không trúng chỗ yếu, nhưng vết thương rất sâu, tốt nhất là nghỉ ngơi vài ngày, tránh để lại di chứng sau này. Tiểu gia kéo ngoại bào lên, che lại vết thương, gật đầu nói. Cảm ơn. Lão quân y vừa lui ra ngoài, bên ngoài lại có người tiến vào, là Phi Nô, hắn cầm trong tay một phong thư, đi nhanh đến, vẻ mặt hiếm thấy lo lắng. Thiếu gia, có tin từ các quận. Các quận cách vân truy xa, tin truyền tới đã mất một thời gian. Lần trước nhận được tin từ các quận là về cái chết của Yến Hạ. Cửu Xuyên đã nhận tin chiến thắng, các quận không thấy chủ tướng, hỏa Yến dẫn phủ Việt quân đến tương viện. Lần này, phong thư này là về tình hình sau khi hỏa Yến đến các quận. Phi Nô đưa thư cho tiêu giác, sắc mặt khó coi. Mặc dù chưa mở thư ra, nhưng hắn đã nghe tin từ người đưa thư. Thực sự không thể xem như một tin tốt, cát quận dễ thủ khó công, quân yến ra mất chủ tướng, quân tâm bất ổn, nếu không nhanh chóng kết thúc chiến tranh sẽ bất lợi cho đại ngụy. Hỏa yến mang theo 2.000 binh mã giả ý đầu hàng vào thành, ý đồ từ nội thành phá trận binh ô thác, khi nội thành loạn lạc sẽ mở cửa thành, để phủ Việt quân cùng yến ra quân nội ứng ngoại hợp, giết ô thác chờ tay không kịp. Kế hoạch không có vấn đề gì, nhưng khi thi hành kế hoạch, một binh sĩ yến ra không chịu nổi khiêu khích của ô thác ra tay trước kế hoạch bị rối loạn hỏa yến dẫn binh sĩ đại ngụy trong thành đánh nhau với người ô thác dù cuối cùng mở được cửa thành thắng trận nhưng hỏa yến bị trọng thương tình huống rất xấu tiêu giác nhìn chăm chăm vào bức thư trước mặt tin do lâm xong hạc viết chữ viết ngoáy có thể thấy lúc viết thư này tình huống rất khẩn cấp dù chưa nói rõ tình hình là không tốt lắm nhưng có thể tưởng tượng được hai ngàn người vào thành một khi hành động sớm, giống như dê vào miệng cọp, không có binh khí, vốn đã yếu thế, thêm nữa là song quyền nan địch bốn tay. Nghiêm trọng hơn, dù thắng trận, nhưng khi người ô thác biết chủ tướng bị thương, chắc chắn sẽ phản công. Lâm song hạc không hiểu chiến sự, viết thư cũng không rõ ràng, không biết đến cấp độ nào. Phi nô quan sát sắc mặt tiêu giác, thực ra, phong thư này đến không đúng lúc, chiến trường vân truy chỉ cần kết thúc công việc là xong, phong thư này chắc chắn làm tiêu giác tâm thần đại loạn, nhưng Vân Truy và các quận không cùng hướng, dù có quay đầu đi tương viện cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, thật khó chịu đựng. Thiếu gia có nên lên đường đi cát quận? Không cần. Tiêu giác ngắt lời, Phi Nô không dám nói thêm. Tiêu giác đứng dậy, đi ra ngoài doanh trướng. Bên ngoài, gió tây đập vào mặt, đã sắp lập thu, ban đêm không còn oi bức, chỉ còn lại khí lạnh rền vang. Ở xa, biển minh mông, tiếng sóng mãnh liệt, ánh trăng xanh chiếu vào mây, nhuộm nước biển thành màu ngọc. Đêm biên cương vẫn luôn như vậy, ngày lạnh cỏ thấp, tháng đắng xương trắng. Nhưng ánh trăng trong sa mạc và ánh trăng bên bờ biển, rốt cuộc có gì khác biệt? Ngực nhói đau, không biết là vết thương hay là gì khác. Hắn ngước mắt nhìn lãnh nguyệt trên trời, bên tai văng vẳng giọng nữ trong trèo. Ta muốn người hứa với ta, nếu có tin tức, bất kể là tin tức gì, hãy làm điều cần làm, đừng ảnh hưởng đại cục, không nên dừng lại, tiếp tục tiến lên phía trước. Tiếp tục tiến lên phía trước, một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía doanh trướng. Phó tướng tiến lên đón, nghi ngờ hỏi: "Đồ đốc, tiếp theo, sau khi trời sáng, hướng Bắc thu thập tàn binh." Hắn nói: "Thời tiết nóng ở Tế Dương cuối cùng cũng bị một đêm gió thu và mưa thu xua tan. Sáng sớm, dưới cây ngô đồng ngoài điện, lá vàng rơi đầy một tầng, vài chiếc lá rơi xuống hồ nước, cá bơi lên mặt nước, nhẹ nhàng đỡ lấy rồi nhanh chóng bơi ra chỉ còn lại chốt đuôi cá tạo gợn sóng mục hồng cầm đi vào trong viện tiểu tì nói điện hạ thôi đại nhân đến thôi việt chi từ bên ngoài đi vào mấy ngày qua hắn gầy đi nhiều trông sáng láng hơn trước người ô thác xâm lược đất đại ngụy quân tế dương vốn không mạnh trước nhờ tiêu giác và hỏa yến lấy ít thắng nhiều chuyển bại thành thắng giờ tiêu giác và hỏa yến đã riêng phần mình tiến về chiến trường dù Tế Dương lúc này bình an, lần trước sự việc đã là bài học. Cuối năm qua, Thôi Việt Chi ngày ngày ở diễn võ trường, thao luyện quân Tế Dương, để nếu có giặc đến, họ có lực lượng mạnh mẽ nghênh địch. Hắn hướng về Mục Hồng cầm hành lễ, đưa lên quyền trục. Điện hạ, đây là chiến báo từ các quận và vân truy. Mục Hồng cầm đưa tay nhận lấy, nàng cũng già đi một chút, nhưng giờ nàng không còn để tiểu tỷ nhổ tóc trắng mỗi ngày, mà buộc tóc mai ở giữa, thấy được điểm hoa dâm nhưng nàng không để ý, mục tiêu lâu đã dần lớn, thành tế dương sớm muộn phải giao cho tân vương nữa. Ai cũng sẽ giả đi, và giả yếu vốn không phải là điều đáng sợ. Nàng mở quyền trục, nhìn vào chữ viết bên trong hồi lâu, sau đó khép lại và thở dài. Cửu xuyên và vân truy đều đã thu hồi, tịnh giang mọi chuyện đều tốt, các quận cũng truyền tin tốt, nhưng điện hạ vẫn lo lắng cho hòa cô nương. Thôi Việt Chi hỏi, sinh tử của Hòa Yến chưa biết, điều này thực sự làm người ta quan tâm. Thôi Việt Chi còn nhớ lần cuối gặp Hòa Yến, khi nàng không cầm binh khí, giống như cô nương bình thường, sáng sủa thích cười, rất sảng khoái. Khi nàng cầm binh khí, giống như sinh ra cho chiến trường. Dù lúc đó, họ đã rất rõ ràng Hòa Yến không phải nữ tử bình thường, nhưng khi biết nàng dẫn phù Việt quân một mình lao đến Cửu Xuyên, vẫn không khỏi kinh hãi. Năm đó, Phi Hồng tướng quân trẻ tuổi cũng là nữ tử, cả đời ngàn dặm mới tìm được một người, nhưng đã không còn trên đời thật may mắn, trong đời họ, còn có thể tận mắt thấy một vị khác. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ vị nữ tướng này cũng phải như phi hồng tướng quân, sớm ra đi sao? Nữ tử mang váy dài hồng bào nghe vậy khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút buồn. Bản điện chỉ không muốn, không muốn thấy người hữu tình như nàng cũng không có kết cục tốt. Trên đời, sự viên mãn rất khó, nàng đã vậy, thật không muốn thấy người mình thương cũng đi con đường gian nan như nàng. Trong chùa Phật ở nội thành Nhuận Đô, kim Phật với gương mặt hiền từ, bao quát chúng sinh. Trong biển, những nữ tử quỳ ngồi trên trồng cỏ, nhắm mắt cầu phúc cho người ở phương xa. Đây đều là những nữ tù binh được Hỏa Yến cứu trở về từ tay người ô thác trong trận chiến ở Nhuận Đô. Nếu không phải Hỏa Yến ra tay ngăn lại, bây giờ họ có lẽ đã trở thành một đống xương trắng, không còn sống đến hôm nay. Sau khi Hỏa Yến rời Nhuận Đô, huyện lệnh Nhuận Đô triệu thế minh nhận lời nhờ gậy của Hỏa Yến, giúp đỡ chăm sóc những nữ tử này. Phần lớn họ không được người nhà thừa nhận, có những người nhà đã chết dưới tay người ô thác, triệu thế minh liền tìm một chỗ phường theo trong thành để họ làm theo kiếm sống. Đối với những nữ tử này, có thể làm được như vậy đã là vô cùng vui mừng. Dù trong lòng họ vẫn chưa hoàn toàn vượt qua mặc cảm, nhưng họ đã có dũng khí để một lần nữa đối mặt với tương lai. Khi tin tức hỏa yến mang binh tương viện các quận bị thương nặng truyền đến Nhuận Đô, những cô gái này đều lo lắng như lửa đốt chỉ hận không thể tự biến thành Nam Nhi để cùng tiến lên chiến trường, giết địch theo vị nữ anh hùng kia. Bây giờ, họ chỉ có thể ở Phật đường cầu nguyện cho Hỏa Yến, cầu nguyện vị cô nương trẻ tuổi anh dũng ấy sớm bình an trở về. Ngoài điện, huyện lệnh Mạc Trường bao cảm thán nói. Ngươi xem, các nàng thành kính như vậy, trong lòng các nàng thật sự kính trọng tiểu hòa đại nhân. Bên cạnh hắn, Lý Khôn nhìn vào trong điện nơi các nữ tử đang cầu nguyện, im lặng. Đã gần một năm từ khi khởi la qua đời dù vậy đôi khi nói chuyện làm việc hắn vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng đáng yêu đó nhiều đêm hắn tỉnh giấc từ trong mộng luôn nhớ tới ánh mắt khởi la ngày đó không có bất kỳ oán hận nào chỉ có sự nghi hoặc và không hiểu hỏa yến nói không sai hắn thực sự đã sai nên từ đó về sau hắn dành nhiều thời gian hơn cho việc thao luyện quân nhuận đô sai lầm không thể bù đắp hắn chỉ có thể làm sao để không để sai lầm tương tự xảy ra lần nữa Lý Đại Nhân thấy đấy, các nàng còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Triệu Thế Minh nói, khi trước hỏa yến cứu những nữ tử này, mọi người đều nghĩ rằng nàng uổng phí công sức, vì những nữ tử từng bị quân địch vũ nhục, dù may mắn sống sót, cuối cùng cũng không thể chịu nổi ánh mắt thế tục, sự chỉ trò và chê bai sẽ trở thành giọt nước tràn ly, khiến họ rời khỏi cõi đời này sớm muộn gì cũng xảy ra. Hỏa Yến trước khi rời đi đã nói cho Triệu Thế Minh biết phải làm sao an trí những nữ tử này, thậm chí còn để lại một khoản tiền, nàng thật tâm vì họ mà suy nghĩ. Và giờ đây, những nữ tử đó đã không phụ lòng nàng. Lý Khôn cúi đầu, tự giễu cười. Ta không bằng nàng, trên đời này có mấy người hơn được tiểu hòa đại nhân. Triệu Thế Minh vuốt sâu. Hy vọng tiểu hòa đại nhân ở các quần có thể gặp giữ hóa lành, nàng nếu còn, những nữ tử này trong lòng cũng có nơi hồi tụ. Triệu Thế Minh nhìn về phía bầu trời xa, một đàn nhạn thu bay qua, hắn nhìn một lúc thấp giọng nói chỉ hy vọng như vậy phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn